Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 20. Thực lực của Dương Diệp vượt xa tưởng tượng của chúng ta, với tiềm lực của hắn, một ngày nào đó nếu không chết, chắc chắn sẽ trở thành kẻ mạnh một phương. Bách Hoa cùng các người đã đắc tội với một vị cường giả tương lai như vậy, quả thực là không sáng suốt. Thử nghĩ mà xem, nếu như Bách Hoa cùng các ngươi chịu thay đổi cung quy một chút, tha thứ cho mẫu thân của hắn, sau đó mời hắn gia nhập vào Bách Hoa cung, cứ như vậy, không phải Bách Hoa cung của ngươi sẽ có thêm một kẻ siêu mạnh trong tương lai hay sao? Lãnh Tâm Nhiên hờ hững nói. Thay đổi cung quy. Văn Nhân Nguyệt khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, nói. Nếu như Dương Diệp là nguyên đồng kia, điều này có lẽ còn có thể. Đáng tiếc hắn không phải. Ở một nơi khác, Lý Tư nhìn Dương Diệp trên đài tỷ võ, nói. Tiểu tử này ở trong tình cảnh không có tông môn bồi dưỡng mà đã đạt được thành tựu như thế này, thiên phú và tiềm lực như vậy, có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung, chỉ là đáng tiếc. Nếu như hắn có thể vứt bỏ con huyền thú thần bí kia và từ bỏ cứu mẫu thân của hắn, ta tin tưởng, bất kể là Phù Văn Sư Công Hội, hay là Kiếm Tông đều sẽ không muốn từ bỏ hắn. Nếu như hắn thật sự từ bỏ, loại người như thế, có lẽ thừa tướng ngươi chắc chắn sẽ không nhìn đến. Bạch Khởi ở bên cạnh hờ hững nói. Lý Tư cười một tiếng, không nói nữa. Trên đài tỷ võ, ngay từ đầu Dương Diệp và Tần Du Nhiên đều quyết định dùng một chiêu để giết chết đối phương nhưng mà đến bây giờ hai người vẫn còn chiến đấu không phân thắng bại. Muốn quyết định thắng thua, trừ khi hai người đều không giữ lại một phần sức mạnh nào, sau đó đánh ra toàn lực. Nhưng nếu như không phải là trường hợp bất đắc dĩ, hai người chắc chắn sẽ không làm như thế. Bởi vì những trận chiến sau sẽ còn có đối thủ mạnh hơn. Cong! Bỗng nhiên, tay Dương Diệp cầm Tử Linh kiếm đột nhiên chém một nhát về phía trên trường thương của Tần Du Nhiên, sức mạnh kinh khủng, nhất thời đẩy Tần Du Nhiên lùi về phía sau. Nhưng lần này, Dương Diệp không thừa thắng xông tên, bởi vì Tần Du Nhiên trước mắt này có ý chí chiến đấu vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Tuy cho đến bây giờ hắn đều dễ dàng khống chế đối phương, thế nhưng ngoại. Trừ lúc bắt đầu hắn sử dụng ngự kiếm thuật đánh bất ngờ nên khiến đối phương bị thương nhưng sau đó, hắn không thể gây ra bất kỳ tổn thương đáng kể nào cho đối phương. Nói cách khác, nếu cứ tiếp tục đánh như vậy thì chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Lúc này sắc mặt của Tần Du Nhiên cực kỳ dữ tợn, ở trên chiếc mũi của hắn có một vết kiếm hằn sâu dài mấy tấc, máu tươi nhuộm đỏ cả cái mũi của hắn. Tất cả mọi người nhìn qua đều thấy hắn cực kỳ đáng sợ và dữ tợn. Từ trước đến nay, Tần Du Nhiên hắn cho rằng chỉ có Nguyên Đồng mới có tư cách là đối thủ của hắn nhưng khi tham gia cuộc thi này, lần đầu tiên hắn bị thương trong tay Lâm Tu Nhiên kia, chiến đấu với đối phương không phân thắng bại, bây giờ thì lại bị Dương Diệp hủy dung nhan, đồng thời tiên tục bị khống chế, điều này làm cho một người chưa bao giờ thất bại như Tần Du Nhiên hắn làm sao có thể chấp nhận được. Tay cầm trường thương màu đen, hai mắt Tần Du Nhiên đỏ ngâu, sắc mặt dữ tợn, từng luồng khí thế điên cuồng từ trong cơ thể không ngừng phóng ra, giơ trường thương từ từ lên, chỉ về phía Dương Diệp, gằn giọng nói. Cho đến bây giờ, người mới là hắc mã thực sự của Thanh Vân bảng này, ta với bọn họ đều quá xem thường ngươi, có điều ngươi yên tâm, lần này sẽ không, ta sẽ không nhường ngươi. Tần Du Nhiên dường như muốn nói điều gì đó. Sau đó nhân cơ hội sử dụng huyền kỹ quái dị nhưng Dương Diệp không cho hắn cơ hội đó, hắn chỉ mới nói được một nửa, chân phải của Dương Diệp bỗng nhiên đạp xuống đất, cơ thể như một viên đạn bình thường bắn mạnh về phía hắn. Với Dương Diệp, trong trận quyết đấu sinh tử thì không nên phí thời, không thể nghi ngờ đây là một hành động ngu ngốc, Dương Diệp hắn không phải kẻ ngốc, vì vậy hắn không bao giờ nói nhảm mà trực tiếp ra tay. Dưới sức mạnh của tật phong bộ cộng thêm tật phong hoa, tốc độ của Dương Diệp đã đạt đến cực hạn. Những nơi hắn đi qua, không khí đều bị xé rách, phát ra những âm thanh đáng sợ, hơn nữa hình dáng của hắn lúc ân lúc hiện khiến mọi người ở phía dưới không thể nhìn thấy rõ. Dương Diệp chỉ dùng thời gian một hơi thở để đi đến trước mặt của Tần Du Nhiên, sau đó mọi chuyện tiếp theo giống như đã xảy ra trong vài phút trước, rút kiếm chém một nhát, cực kỳ nhanh chóng. Cảm nhận được tốc độ khủng khiếp của Dương Diệp cùng với sức mạnh kinh khủng ẩn chứa bên trong thanh kiếm kia, Tần Du Nhiên không dám khinh thường. Huyền khí trong cơ thể tập tức điên cuồng truyền vào bên trong trường thương, sau đó vượt qua mọi lực cản mà tiến lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, vốn ban đầu Tử Linh kiếm của Dương Diệp chém về phía hắn nhưng đột nhiên tuột khỏi tay, sau đó hóa thành một tia sáng màu tím, bắn nhanh như điện về phía của hắn. Nhìn thấy Tử Linh kiếm đang phóng đến nhanh như tia chớp, Tần Du Nhiên cười gằn một tiếng, tại là thủ đoạn này.
Xem Tần Du Nhiên hắn là heo sao? Thủ đoạn lừa bịp người khác này, Tần Du Nhiên hắn không lẽ còn bị lừa lần thứ hai hay sao? Bước chân xê dịch, ngay khi Tần Du Nhiên chuẩn bị nghiêng người né tránh thì bỗng nhiên, như cảm giác được điều gì, lông tơ toàn thân dựng lên, ánh mắt Tần Du Nhiên hiện ra vẻ kinh hoàng, miệng khẽ nhếch, dường như muốn nói điều gì nhưng mà cuối cùng vẫn chậm một bước. Tần Du Nhiên quỷ dị đứng yên tại chỗ, trường thương màu đen ban đầu ngăn cản Tử Linh kiếm trong tay Dương Diệp nhưng sau đó cũng đứng yên trên hư không, không còn trường thương màu đen ngăn cản, Tử Linh kiếm tiến quân thân tốc, trong nháy mắt tự xuyên thủng qua ngực của Tần Du Nhiên. Nhìn thấy cảnh tượng này, giữa sân thi đấu, mọi người đều ngẩn người giống như những con gà gỗ. Không chỉ có những huyền giả ở bên dưới đài mà ngay cả trên tường thành những trưởng lão cũng đang nghi ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hiểu tại sao trước đó Tần Du Nhiên tại lộ ra vẻ mặt kia, không hiểu vì sao chỉ trong chớp mắt Tần Du Nhiên tại bị một nhát kiếm của Dương Diệp chém chết. Trên đài tỷ võ, tay phải Dương Diệp giơ lên, Tử Linh kiếm bay trở về tay hắn. Nhìn thấy khả năng sống sót của Tần Du Nhiên hoàn toàn bằng không, Dương Diệp nắm Tử Linh kiếm trong tay vẽ mấy nét về phía thi thể, không đến một hơi thở thì thi thể của Tần Du Nhiên đã biến thành nhiều mảnh. Sau khi phân thây Tần Du Nhiên, tay phải Dương Diệp tại giơ lên, nạp giới trong tay Tần Du Nhiên và trường thương màu đen bay đến tay hắn, sau đó cất hai bảo bối này đi, trước ánh mắt kinh ngạc của vô số người, Dương Diệp bước xuống đài luận võ. Tần Du Nhiên chết như thế nào? Không cần phải nghi ngờ gì nữa, đương nhiên là do Dương Diệp giết chết. Nhưng rốt cuộc Dương Diệp làm sao thần không biết quỷ không hay mà giết chết hắn chứ? Đây là điều khiến mọi người nghỉ hoặc không hiểu và kiêng kỵ. Mọi người đều không biết, khi Dương Diệp đang giao thủ với Tần Du Nhiên, Dương Diệp đã vận dụng ấn kiếm ra ngự kiếm thuật. Đúng vậy, ở thời khắc cuối cùng, thứ làm cho sắc mặt của Tần Du Nhiên thay đổi đột ngột như vậy chính là do ấn kiếm kia. Tất cả những thứ Dương Diệp làm trước đó, kỳ thực chính là để Tần Du Nhiên lơ là, khiến Tần Du Nhiên tự cho mình là đúng, sau đó dùng ấn kiếm ra ngự kiếm thuật một đòn giết chết. Lúc đó, khoảng cách giữa hắn cùng Tần Du Nhiên thực sự quá gần, hơn nữa Tần Du Nhiên lại tự cho là đúng, vì vậy nên cho dù ở thời khắc sống còn Tần Du Nhiên đã cảm thấy không ổn, có điều cuối cùng cũng đã trễ. Có thể nói, mặc dù Tần Du Nhiên bị Dương Diệp dùng một đòn giết chết, một phần nguyên nhân rất lớn là bởi vì hắn bắt cần. Nếu như hắn xem Dương Diệp như nguyên đồng mà chiến đấu, cho dù là ấn kiếm ra ngự kiếm thuật, e rằng cũng khó mà giết được hắn. Thế nhưng đáng tiếc, ở trong lòng hắn, đối thủ thực sự của hắn chỉ có nguyên đồng mà những người khác cũng không xứng làm đối thủ của hắn. Từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu cường giả thiên lai đã chết bởi sự khinh địch của chính mình. Cuối cùng, sở dĩ Dương Diệp phân thây Tần Du Nhiên, đương nhiên là vì hủy diệt vết thương do ấn kiếm tạo thành trên người Tần Du Nhiên. Ấn kia ấm ra ngự kim thuật, cũng coi như là một trong những lá bài tẩy của hắn, nếu như có thể ấn dấu thì đương nhiên phải ấn dấu, nên biết rằng, những trận chiến sau sẽ còn có nhiều người mạnh hơn nữa. Sau khi Dương Diệp xuống đài luận võ, Lý Tư xuất hiện ở trên đài tỷ võ, liếc mắt nhìn Tần Du Nhiên đã bị chia làm vô số khối kia, Lý Tư khẽ lắc đầu, trong mắt lóe ra một sự phức tạp, Tần Du Nhiên là con cháu hoàng gia trẻ tuổi kiệt xuất của đế quốc Đại Tần, trong toàn bộ đế quốc Đại Tần. Có rất nhiều người xem trọng hắn, hắn cũng nằm trong số ít những hoàng tử có thực lực tranh giành chỗ ngồi kia. Người ngoài không biết, bên trong đế quốc Đại Tần có rất nhiều đại thần đều đang quan sát thanh vân bảng này, nếu như Tần Du Nhiên có thể đạt được 3 vị trí đầu, vậy sẽ có vô số thế gia cùng đại thần ủng hộ hắn, nhưng mà hiện tại hắn lại chết ở trên thanh vân bảng. Hơn nữa còn là chết ở trong tay một kẻ không có danh tiếng gì. Khẽ lắc đầu một cái, Lý Tư nhìn Dương Diệp ở phía dưới một chút. Sau đó nói, kiếm tông Dương Diệp chiến thắng. Không có tiếng hoan hô, cũng không có tiếng vỗ tay, trên toàn bộ quảng trường có chỉ có sự im lặng. Bởi vì chuyện của Thanh Vân Sơn Mạch, huyền giả trên toàn bộ quảng trường, có ít nhất 99% không có thiện cảm đối với Dương Diệp, bảo bọn họ hoan hô, vỗ tay với Dương Diệp, đừng đùa chứ. Đương nhiên, Dương Diệp cũng không để ý những thứ này, đối với hắn mà nói. Hắn chỉ quan tâm suy nghĩ và cách làm của người hắn chú ý, còn suy nghĩ và cách làm của những người khác, có quan hệ cái rắm với hắn. Tuy mọi người vẫn còn đang khiếp sợ cùng nghi hoặc như trước, thế nhưng tỷ thí vẫn phải tiếp tục. Rất nhanh, lại có hai người bước lên đài luận võ. Tuy một vòng tỷ thí mới đã bắt đầu, thế nhưng vẫn có rất nhiều người còn đang tiếp tục bàn luận về Dương Diệp. Trên tường thành Hoàng Cung, Thanh Vân nhìn Dương Diệp ở phía dưới, trầm giọng nói. Người này có chút quỷ dị,
tuy hắn không thể chiến thắng ngươi, thế nhưng ngươi cũng chớ khinh thường, cẩn thận mới lái thuyền được vạn năm mà. Sau lưng hắn, Nguyên Đồng hờ hững cười một tiếng, nói. Vân lão yên tâm, hắn càng mạnh, ta tại càng vui mừng. Bồn dĩ ta xem trọng Tần Du Nhiên kia, thế nhưng không ngờ rằng hắn tại vô dụng như vậy, đầu tiên là bị một người không biết tên làm cho trọng thương, cuối cùng còn chết ở trong tay Dương Diệp này, thực sự là làm cho người ta thất vọng mà. Thanh Vân khẽ tắc đầu, nói. Dương Diệp này càng ngày càng khiến ta nhìn không thấu, tuy ta không tin hắn có thể là đối thủ của ngươi, thế nhưng ngươi vẫn nên cẩn thận một tí, chính vị vũ thần, không chỉ là chuyện cá nhân của ngươi, còn có liên quan đến số mệnh mấy trăm năm của nguyên môn ta trong tương lai, ngươi hẳn phải biết, ngươi chỉ được phép thành công, không được quyền thất bại. Nguyên Đồng khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ là khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh. Toàn bộ Nam Vực, trong thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ kẻ gọi là Lạc Tuyết huyền thú thần bí của đế quốc huyền thú khiến hắn có chút kiêng kỵ ra, những nhân loại khác cùng huyền thú, có ai có tư cách làm đối thủ của Nguyên Đồng hắn? Kiếm ý. Đối với người khác có lẽ có lực chấn nhiếp, thế nhưng đối với Nguyên Đồng hắn mà nói, chỉ có hai tầng kiếm ý, quả thật có vẻ không đủ cho hắn xem. Một bên khác, Thái Phượng của Bách Hoa Cung nhìn Văn Nhân Nguyệt trước mặt nàng, trầm giọng nói. Tiểu Nguyệt, ta biết ngươi cùng mẫu thân của Dương Diệp có chút quan hệ, thế nhưng ngươi hẳn phải biết, lĩnh ngộ kiếm ý của Dương Diệp đối với Bách Hoa Cung ta là một chuyện ngoài ý muốn, nếu như để mặc cho hắn lớn tên. Ngày sau Bách Hoa Cung ta nhất định sẽ có thêm một kẻ địch mạnh mẽ, vì lẽ đó, sau này trong tỉ thí, nếu như ngươi gặp phải hắn, nhớ kỹ là không thể nương tay, hiểu chưa? Lúc Dương Diệp đánh chết Lý Tiên Quân, nàng vẫn chưa cảm nhận được sự nguy hiểm, thế nhưng khi Dương Diệp đánh giết Tần Du Nhiên thì nàng không thể bình tĩnh nữa. Tần Du Nhiên chính là thiên tài siêu cấp mà đế quốc Đại Tần tỉ mỉ bồi dưỡng nhưng mà cũng chết ở trong tay Dương Diệp, hơn nữa càng ngày nàng càng không thể nhìn thấu được Dương Diệp. Trực giác nói cho nàng biết, tuyệt đối không thể để Dương Diệp tiếp tục trưởng thành, nếu không thì nhất định trong tương lai Dương Diệp sẽ tạo thành uy hiếp và phiền phức to tớn cho Bách Hoa Cung. Văn Nhân Nguyệt liếc mắt nhìn Thải Phượng, sau đó gật đầu. Một đầu khác của tường thành Hoàng Cung, Ngọc Hành nhìn Dương Diệp trong đám người bên dưới, trầm giọng nói. Không nghĩ tới Tần Du Nhiên cũng chết ở trong tay hắn, cho tới nay, chúng ta cũng coi thường hắn rồi. Nếu như hắn được Túy Sư Bá dạy dỗ mấy năm, với thiên phú của hắn, thành tựu nhất định sẽ không dưới Lâm Tu Nhiên đâu. Ngọc Hành hắn cũng không ngờ, Dương Diệp lại có thể giết chết Tần Du Nhiên của đế quốc Đại Tần, nếu như sớm biết Dương Diệp có thực lực cùng tiềm lực như thế, cho dù là đối đầu Bách Hoa Cung và Nguyên Môn cũng không thể để cho Dương Diệp rút khỏi kiếm tông. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ nói cái gì cũng đã trễ rồi. Nhưng mà cũng còn may, kiếm tông vẫn còn một Mộ Dung Yêu cùng Lâm Tu Nhiên. Tô Thanh thì ở sau lưng Ngọc Hành không nói gì, từ khi biết Dương Diệp đến bây giờ, sự thay đổi của Dương Diệp thật sự làm cho nàng khiếp sợ, nếu như kiếm tông toàn lực bồi dưỡng Dương Diệp, lấy thiên phú của Dương Diệp, cho dù cùng Nguyên Đồng kia tranh đấu cũng là có thể đó. Chỉ tiếc là Dương Diệp còn chưa kịp thể hiện thiên phú, kiếm tông cũng đã vứt bỏ hắn. Đương nhiên, bây giờ nàng đã không còn quan tâm cái này, chuyện nàng quan tâm hơn chính là sau khi Thanh Vân bảng kết thúc thì Dương Diệp. Thanh Vân bảng kết thúc, không còn Phù Văn Sư Công Hội cùng Kiếm Tông ra sức bảo vệ, Dương Diệp nên làm gì để sống sót ở Quỷ Tông, còn có Nguyên Môn cùng với Bách Hoa Cung, trong tay ba quái vật khổng lồ này. Mỗi khi nghĩ tới đây, trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Tô Thanh Thi lại hiện lên một vẻ buồn rầu. Trong đám người, sắc mặt Lâm Tu Nhiên lúc này có chút khó coi, bởi vì hắn không nghĩ tới, Tần Du Nhiên kia lại chết ở trong tay Dương Diệp. Thực lực của Tần Du Nhiên hắn đã tự mình lĩnh giáo qua. Cũng chính vì như thế, sắc mặt hắn lúc này mới có chút khó coi, bởi vì cho tới nay, hắn quả thật giống như đã đánh giá thấp Dương Diệp này rồi. Lâm Tu Nhiên hắn quả thực là người được Túy Đạo Nhân chọn chúng, thế nhưng người khác không biết, Túy Đạo Nhân chọn chúng không chỉ có hắn, nói đơn giản một chút chính là, lúc nào hắn cũng có thể bị đào thải. Lần tỉ thí Thanh Vân bảng này, đối thủ của hắn không phải Nguyên Đồng, cũng không phải hai người nhị cung mà là Dương Diệp. Nếu như hắn xếp bên dưới Dương Diệp, vậy hắn sẽ bị Túy Đạo Nhân vứt bỏ, mà một khi không còn cường giả siêu cấp này làm chỗ dựa và ủng hộ, vậy cho dù hắn lĩnh ngộ kiếm ý, thành tựu trong tương lai nhất định cũng có hạn. Đồng thời, trở thành nhân vật có thực quyền của kiếm tông trong tương lai, mê hoặc này, ai có thể chống lại được. Vì lẽ đó, giữa hắn và Dương Diệp, chỉ có một người có thể sống sót. Bởi vì Dương Diệp giết chết Tần Du Nhiên,
Trong sân vô số người có tâm tư khác nhau, thế nhưng chuyện này đối với Dương Diệp bây giờ mà nói đều là không có ý nghĩa. Dương Diệp biết tình cảnh trước mắt của hắn, không còn chỗ dựa của Phù Văn Sư Công Hội, những thế lực kia muốn giết Dương Diệp hắn, quả thực là đơn giản đến cực điểm. Trốn! Chớ có nói đùa, bây giờ mà trốn chỉ càng chết nhanh hơn thôi. Mà hơn nữa, hắn chạy trốn thì mẫu thân phải làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, trốn là không thể. Nếu không thể trốn, vậy cũng chỉ có thể ở lại đánh. Tuy rất không muốn cũng rất khó chịu, thế nhưng Dương Diệp biết, lúc này hắn nhất định phải nỗ lực để chứng minh giá trị của chính mình, bởi vì chỉ có chứng minh giá trị của mình, hắn và mẫu thân mới có thể có một chút hy vọng sống. Rất nhanh, lại một ngày trôi qua, 16 người bị đào thải một nửa, lúc này trên đài tỷ võ chỉ còn tại 8 huyền giả, cũng chính là top 8. Người thăng cấp chính là Nguyên Đồng của Nguyên Môn, Văn Nhân Nguyệt của Bách Hoa Cung, Lãnh Tâm Nhiên của Băng Tuyết Cung, Dương Diệp của Kiếm Tông, Tán Tu Lâm Tu Nhiên, khiến cho mọi người bất ngờ chính là Hạo Minh của Hạo Nguyệt Tông vẫn luôn bị người ta quên lãng lại được tiến vào top 8. Hạo Nguyệt Tông không có sa sút như Kiếm Tông, thế nhưng tông môn này vẫn rất biết điều, không chỉ có tông môn biết điều, ngay cả đệ tử cũng vô cùng khiêm tốn, vì lẽ đó rất nhiều người đều quên đi Hạo Minh kia trong vô thức. Đúng rồi, Mộ Dung Yêu dừng lại ở top 16, chỉ có thể nói vận may của nàng có chút không tốt, bởi vì nàng gặp phải Lãnh Tâm Nhiên của Băng Tuyết Cung, thực lực của Mộ Dung Yêu rất mạnh, thế nhưng chung quy vẫn thua ở trong tay Lãnh Tâm Nhiên. Có điều đối với Mộ Dung Yêu mà nói, top 16 này, nàng đã rất hài lòng, Kiếm Tông cũng rất hài lòng rồi. Ngoại trừ người của 6 thế lực lớn, còn có 2 người lọt vào top 8, một người tên là Lưu Phong, là một tên con cháu thế gia, một người khác là một tên tán tu, tên là Bạch Hà. Thực lực của 2 người đều cực kỳ tốt, đương nhiên, nếu như Lý Tiên Quân của Quỷ Tông cùng Tân Du Nhiên của Đế Quốc Đại Tần không chết, chắc chắn 2 người đó sẽ không có cơ hội tiền vào top 8. Mà mọi người cũng nhìn ra được, 2 người có thể tiền vào top 8 cũng chính là hết mức rồi. Dù sao 6 người phía trước chọn đại một kẻ thì thực lực cũng có thể dùng từ kinh khủng để hình dung, sau khi tiền vào top 8, tỷ thí đương nhiên càng ngày càng kịch liệt, bởi vì mỗi một người đều không phải kẻ tầm thường. Đương nhiên, trong số đó người được cổ vũ nhiều nhất vẫn là Nguyên Đồng, bởi vì lúc ở top 16, Nguyên Đồng vẫn chỉ dùng một chiêu đã giải quyết đối thủ của hắn. Nói cách khác, từ top 30 đến hiện tại, mỗi một trận tỷ thí, Nguyên Đồng đều chỉ ra một chiêu. Hiện tại, chỉ cần Nguyên Đồng vừa tên đài, dưới đài sẽ có vô số người hô to ủng hộ. Ha ha, Dương Diệp này rốt cục cũng xong đời rồi, gặp phải Văn Nhân Nguyệt của Bách Hoa Cung, ta xem hắn còn kiêu ngạo được không? Đúng vậy, nếu để hắn gặp phải Văn Nhân Nguyệt hoặc là Lãnh Tâm Nhiên kia sớm hơn một chút, hắn đã sớm xong đời, làm gì còn có cơ hội tiền vào top 8 chứ? Chỉ có thể nói hắn có số chó ngáp phải ruồi quá mạnh mẽ rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đừng vui mừng quá sớm, lỡ như hắn chiến thắng Văn Nhân Nguyệt thì sao? Phải biết rằng, Tần Du Nhiên kia dù sao cũng đã chết ở trong tay hắn. Nghe được câu nói này, bọn họ lập tức câm miệng. Thế nhưng rất nhanh, lại có người nói tiếp. Hừ, vốn cho rằng Tần Du Nhiên kia là một nhân vật lớn, thế nhưng không ngờ rằng đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, hắn lại bị một tên tán tu gây thương tích, lại còn chết trong tay Dương Diệp này, ta thấy hắn căn bản là không có thực lực gì, những tiếng tăm của há ngoài kia đều là do thổi phồng mà thôi. Đúng đấy, phải biết là lúc trước ở trong Thanh Vân Sơn Mạch, Dương Diệp đã bị một quyền của Nguyên Đồng đánh lui mà Tần Du Nhiên này lại còn chết ở trong tay Dương Diệp. Trước đây nói đối thủ của hắn là Nguyên Đồng, ta thấy hắn xách giày cho Nguyên Đồng cũng không xứng. Rất nhanh, người trong sân đều không còn chê bai Dương Diệp nữa mà bắt đầu dè bỉu Tần Du Nhiên đã chết kia. Đương nhiên, chê bai Tần Du Nhiên thì cũng giống như là chê bai Dương Diệp. Trong âm thanh bàn tán sôi nổi của mọi người, Dương Diệp và Văn Nhân Nguyệt cùng bước lên đài luận võ. Ngươi đã khiến mọi người chúng ta đều rất bất ngờ. Văn Nhân Nguyệt nhìn Dương Diệp, hờ hững nói. Quả thật, biểu hiện của Dương Diệp đã khiến cho vô số người trong sân thi đấu bất ngờ, bởi vì khi vừa mới bắt đầu, không có bất kỳ người nào cảm thấy Dương Diệp có thể đi đến một bước này. Ta nghĩ, Bách Hoa Cung cũng đã thông báo cho ngươi, bảo ngươi phải giải quyết ta, đúng không? Dương Diệp hỏi. Văn Nhân Nguyệt không có giấu giếm mà gật đầu, nói. Ngươi càng thể hiện ra tiềm lực càng lớn thì cung môn sẽ càng không để cho ngươi sống sót mà bây giờ, chính là thời điểm tốt nhất để giết chết ngươi. Dương Diệp từ từ lắc đầu, nói.
Ngươi không giết được ta, xem ra ngươi có quen biết mẫu thân ta, ngươi chịu thua, có thể không? Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Văn Nhân Nguyệt lạnh lùng nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Vậy thì động thủ đi. Cổ tay hơi động, một vòng tinh lam viên hoàn xuất hiện ở trong tay Văn Nhân Nguyệt, vung tay lên, tinh lam viên hoàn mang theo âm thanh xé gió sắc bén, bắn về phía Dương Diệp nhanh như điện, nhìn thấy tinh lam viên hoàn bắn đến nhanh như điện, Dương Diệp rút kiếm chém một nhát. Ầm! Một âm thanh kim loại giao nhau ầm ầm vang tên ở giữa sân thi đấu, trong ánh mắt của mọi người, tinh lam viên hoàn kia bắn ngược quay về, lấy tốc độ nhanh hơn mấy lần so với lúc trước bắn về phía Văn Nhân Nguyệt. Tay ngọc của Văn Nhân Nguyệt duỗi về phía trước, sau đó lập tức nắm chặt, tốc độ của tinh lam viên hoàn kia tập tức chậm lại, túc đến trước mặt nàng thì giống như là Dương Diệp ném cho nàng vậy. Nếu như ngươi muốn giết ta, vậy thì động thủ thật sự đi. Nhìn Văn Nhân Nguyệt, Dương Diệp thờ ơ nói. Như ngươi mong muốn. Dứt tời, Văn Nhân Nguyệt cong ngón tay búng một cái, tinh lam viên hoàn bắn nhanh ra như điện, trên không trung, tinh lam viên hoàn đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt dường như hóa thành một viên hoàn to tớn gần bằng đài luận võ kia, viên hoàn to lớn trên không trung xoay tròn, sau một khắc, lần thứ hai Văn Nhân Nguyệt cong ngón tay búng một cái, quay về phía Dương Diệp quát khẽ. Đi! Dứt tời, tinh lam viên hoàn to lớn tây tốc độ mắt thường không nhìn rõ được mà bắn về phía dưới Dương Diệp, nhìn tinh lam viên hoàn kia bắn đến nhanh như điện, sắc mặt Dương Diệp hơi nghiêm trọng, uy lực của viên hoàn này lúc trước hắn đã được lĩnh giáo qua, căn bản không thể trốn. Chỉ có thể nỗ lực phá hủy. Nghĩ tới đây, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp như thủy triều truyền vào tử linh kiếm trong tay, khi huyền khí không ngừng tràn vào, tử linh kiếm bùng nổ ra một vòng hào quang màu vàng óng ánh, khi tinh lam viên hoàn đến cách trước người hắn chỉ chưa tới 10 tấc, trong mắt Dương Diệp lóe ra vẻ tàn nhẫn, sau đó rút kiếm chém một cái, dưới sự bổ trợ của kim sắc huyền khí lại cộng thêm trảm thiên bạt kiếm thuật bùng nổ ra sức mạnh trong nháy mắt. Làm cho sức mạnh chiêu kiếm này của Dương Diệp đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Nơi mà tử linh kiếm đi qua, không khí đều bị rút khô, ở trên không trung, một vết kiếm rõ ràng dị thường xuất hiện ở nơi đó, vô cùng nổi bật. Cong! Một tiếng nổ rung trời vang tên ở giữa sân, lần này, tinh lam viên hoàn không có bay ra mà ngược lại, dưới sức mạnh kinh khủng của ếch tinh lam viên hoàn kia, Dương Diệp bị chấn động, hai chân trượt dưới đất lui về phía sau, khi lui đến mép của đài luận võ. Lúc này mới chịu ngừng lại. Cúi đầu nhìn vết thương đã nứt ra trên tay một chút, hai mắt Dương Diệp híp nhỏ lại, với sức mạnh cùng độ cường hãn của cơ thể hắn, lại không chống đỡ được tinh lam viên hoàn này, sức mạnh đáng sợ của viên hoàn này, có hơi nằm ngoài dự đoán của hắn rồi. Xuất ra sức mạnh thực sự của ngươi đi, nếu không thì ngươi phải dừng lại ở nơi này rồi. Nhìn Dương Diệp đứng ở phía đối diện, Văn Nhân Nguyệt hờ hững nói. Nghe thấy vậy, Dương Diệp thở ra một cái, sau đó chậm rãi đi về phía Văn Nhân Nguyệt, đi được hai bước, một nguồn sức mạnh vô hình giống như là thủy triều mà dâng tới chỗ Văn Nhân Nguyệt. Cùng lúc đó, tử linh kiếm trong tay Dương Diệp cũng vang lên một âm thanh lanh lảnh của kiếm minh, mà dưới đài luận võ, phàm là huyền giả đeo kiếm, đều lần nữa cảm nhận được kiếm của mình giống như là đang bị cái gì triệu hoán vậy, vừa rung động kịch liệt, lại như muốn thoát khỏi bọn họ. Hai tầng kiếm ý. Nhìn thấy cảnh tượng này. Trong sân vang lên âm thanh hít khí lạnh của một đám người. Mới đầu, khi Dương Diệp đánh chết Lý Tiên Quân, Dương Diệp chỉ để lộ ra một tầng kiếm ý, cộng với không biết dùng phương pháp thần bí gì mà giết Lý Tiên Quân, mọi người cũng chỉ nói là thực lực của Lý Tiên Quân yếu kém, ngay cả một tầng kiếm ý của Dương Diệp cũng không chống lại được. Sau đó, khi Dương Diệp giết Tần Du Nhiên, cũng là dùng phương pháp thần bí, vì lẽ đó, thứ mà mọi người thực sự kiêng kỵ chính là phương pháp thần bí của Dương Diệp. Chứ không phải thực lực bản thân Dương Diệp thể hiện ra. Mà hiện tại, mọi người không nghĩ tới Dương Diệp đã đạt đến kiếm ý tầng thứ hai. Không tới chỉ mới 20 tuổi mà đã đạt được kiếm ý tầng thứ hai, thiên phú như vậy, đã có thể giết hết hơn 90% người ở đây trong chớp nhoáng. Thời khắc này, cho dù người không có thiện cảm với Dương Diệp, không muốn thừa nhận cũng không được, Dương Diệp tiến vào top 8, thứ dựa vào có thể không phải là vận may. Khi nhìn thấy hai tầng kiếm ý của Dương Diệp, trên tường thành, sắc mặt của Thải Phượng Bách Hoa Cung kia tập tức trở nên âm trầm, sát khí trong mắt như biến thành thực chất. Không tới 20 tuổi mà đã đạt kiếm ý hai tầng, thiên phú như vậy, đã không chênh lệch chút nào so với Văn Nhân Nguyệt, nếu như bỏ mặc Dương Diệp tiếp tục trưởng thành, có thể tưởng tượng được,
trong tương lai mấy trăm năm sau, Bách Hoa Cung sẽ có thêm một kẻ địch đáng sợ cỡ nào. Dương Diệp nhất định phải chết. Lúc này, Bách Hoa Cung Thải Phượng nghĩ như vậy. Thú vị, thật là thú vị. Một bên khác, Nguyên Đồng ở bên cạnh Thanh Vân đột nhiên nở nụ cười, nói. Trước đây có chút coi trọng Dương Diệp, không nghĩ tới hắn tại có kiếm ý hai tầng, càng không ngờ rằng bây giờ hắn mới để bại lộ ra, là muốn mình nổi tiếng hay sao? Ha ha, kiếm ý hai tầng, thiên phú của Dương Diệp này cũng xem như không tệ. Thanh Vân thờ ơ nói. Chỉ là đáng tiếc, một mầm móng tốt như vậy, chung quy vẫn phải chết trên đài tỷ võ này. Hắn đúng là đáng chết. Nguyên Đồng thu lại nụ cười, nói. Vốn ta còn hơi nghi ngờ Nguyên Dạ rốt cuộc là chết ở trên tay hắn, hay là chết trong tay những huyền thú ở Thập Vạn Đại Sơn kia, nhưng bây giờ nhìn lại, Nguyên Dạ có 8-9 phần là chết trên tay hắn. Nguyên Dạ không thể chết vô nghĩa như vậy, ta sẽ đích thân đưa hắn đi gặp Nguyên Dạ. Thanh Vân khẽ gật đầu, nói. Đương nhiên, người của Nguyên Môn ta sao tại để kẻ khác có thể nói giết là giết phải không? Trên đài luận võ, tự mình cảm nhận được sự khống chế và ràng buộc, Văn Nhân Nguyệt nhìn Dương Diệp nói. Quyết tâm rồi sao? Dứt lời, một luồng khí thế kinh khủng tử trong cơ thể mạnh mẽ dâng lên, chống lại kiếm ý của Dương Diệp. Áp chế cùng ràng buộc của kiếm ý, đến cả nàng cũng không thể không thận trọng đối phó, có điều cũng còn may, kiếm ý của Dương Diệp chỉ mới 2 tầng, đối với nàng mà nói vẫn chưa thể tạo thành áp chế cùng ràng buộc quá mạnh mẽ. Tay phải ra một chiêu, tinh lam viên hoàn kia bắn ra lần nữa, trên không, tinh lam viên hoàn khẽ run lên, nhất thời hóa thành vô số viên hoàn to bằng nắm tay, giống như hạt mưa bình thường lít nha tít nhít ập xuống chỗ Dương Diệp. Nhìn thấy tinh lam viên hoàn lít nhít bay vụt đến. Cổ tay Dương Diệp hơi động, Tử Linh kiếm không ngừng vung lên, thoáng chốc, vô số kiếm ý ẩn chứa ảnh kiếm màu vàng óng bắn nhanh ra từ đỉnh của Tử Linh kiếm. Kim sắc huyền khí biến thành ảnh kiếm cũng đã cực kỳ hùng mạnh, hiện tại tại tăng thêm 2 tầng kiếm ý, lúc này Dương Diệp triển khai ảnh kiếm tại càng thay đổi vô cùng ác tiệt. Trên đài luận võ, xuất hiện một màn cực kỳ đặc sắc, vô số tinh lam viên hoàn và vô số ảnh kiếm màu vàng óng không ngừng chạm vào nhau, sau đó không ngừng tiêu tán. Từng tiếng năng tượng nổ tung không ngừng vang vọng ở giữa sân, toàn bộ đài luận võ dưới sự phá hoại của ảnh kiếm màu vàng óng và tinh lam viên hoàn, đã thủng trăm ngàn lỗ, lảo đa lảo đảo, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống. Cảm nhận một màn kinh khủng ở trên đài kia, một vài huyền giả vốn đang đứng gần vội vã lùi về sau một khoảng, cho dù là ảnh kiếm màu vàng óng hay là tinh lam viên hoàn kia, đều không phải là thứ mà bọn họ có thể chống lại, bọn họ cũng không muốn làm người vô lội bị vạ lây. Âm. Đột nhiên, trên đài luận võ phát ra một tiếng nổ vang rung trời, ngay lập tức, toàn bộ đài luận võ đột nhiên run lên kịch liệt, sau một khắc, trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, đài luận võ to tớn kia ầm ầm sụp xuống, vô số cho bụi nhất thời bay lên bầu trời. Âm, âm. Lúc mọi người ở đây còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, bên trong phế tích kia đột nhiên nhảy ra hai người này không phải ai khác, chính là Dương Diệp và Văn Nhân Nguyệt kia. Lúc này ở quanh thân Văn Nhân Nguyệt, vô số tinh lam viên hoàn to bằng nắm tay không ngừng vây quanh nàng xoay tròn với tốc độ cao, những tinh lam viên hoàn kia cũng không phải xoay tròn hỗn độn vô trật tự mà là xoay tròn theo một tọa quỹ tích kỳ dị nào đó, lấy Văn Nhân Nguyệt làm trung tâm, xung quanh giống như là có một luồng năng tượng vô hình vậy, khiến cho mặt đất và những tạp thạch kia không ngừng bị vỡ nát. Dương Diệp ở đối diện nàng, tay cầm Tử Linh kiếm, trên thân Tử Linh kiếm, từng tuồng ánh kiếm không ngừng hiện ra. Một khắc nào đó, Dương Diệp đột nhiên chuyển động, thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một làn ảnh bắn mạnh tới chỗ của Văn Nhân Nguyệt, Tử Linh kiếm trong tay vừa chém một cái, một ảnh kiếm màu vàng óng dẫn đầu bắn nhanh về phía Văn Nhân Nguyệt. Thấy kiếm khí màu vàng óng bắn nhanh đến, sắc mặt Văn Nhân Nguyệt không thay đổi, ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, một vòng vi nhoàn lập tức bắn ra nhanh như điện. Ầm. Theo một tiếng nổ vang lên, viên hoàn cùng kiếm khí màu vàng óng nhất thời biến mất trên không trung, một luồng sóng khí bỗng dưng rơi xuống. Nhưng mà vào lúc này, Dương Diệp đi tới trước mặt Văn Nhân Nguyệt, cổ tay khẽ động một cái, Tử Linh kiếm quét ngang ra. Bởi vì sức mạnh quá lớn, chỗ Tử Linh kiếm đi qua, không khí đều bị xé rách nát bấy, nhất thời trong sân vang lên từng tiếng xư xi làm người ta tê cả da đầu, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng bên trong Tử Linh kiếm của Dương Diệp, sắc mặt Văn Nhân Nguyệt hơi nghiêm nghị. Sức mạnh của Dương Diệp nàng đã được lĩnh giáo qua, nếu như cứng rắn chống đỡ, vậy chỉ có mình nàng chịu thiệt.
Nghĩ đến đây, tay ngọc của Văn Nhân Nguyệt kết một dấu tay kỳ dị, ngay sau đó, cả người Văn Nhân Nguyệt đột nhiên run lên, sau đó ầm một tiếng, hóa thành vô số cánh hoa bay ra, vào khoảnh khắc Văn Nhân Nguyệt đột nhiên biến mất ngay trước mặt Dương Diệp liền thay đổi sắc mặt, không chút nghĩ ngợi mà xoay người nâng kiếm đỡ ở phía trên. Ầm. Tại một khắc Dương Diệp xoay người, một vòng tinh lam viên hoàn quỷ dị xuất hiện ở trên trán của hắn, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh chóng, Tử Linh kiếm đỡ ở bên trên, giờ khắc này đầu của hắn sẽ tiếp xúc thân mật với viên hoàn ẩn chứa sức mạnh kinh khủng này, sức mạnh khổng LTS bên trong viên hoàn kéo tới, cánh tay Dương Diệp hơi chấn động một cái, ngay khi hắn chuẩn bị đánh trả, đột nhiên, trong mắt Dương Diệp co rụt tại một cái, sau đó không chút nghĩ ngợi nghiêng người nhanh như chớp. Rồi tiếp theo Tử Linh kiếm chém ngang qua. Ầm. Một tinh lam viên hoàn lập tức bị chiêu kiếm này của Dương Diệp đánh bay, sau đó trên sân xuất hiện một tình cảnh cực kỳ quái quỷ, vô số tinh lam viên hoàn, tây một loại phương thức quỷ dị từ bốn phương tám hướng không ngừng chém về phía Dương Diệp. Còn Dương Diệp, tuy Dương Diệp không có cuống cuồng tay chân, thế nhưng người sáng suốt một chút là có thể nhìn ra, lúc này Dương Diệp đã có một chút vất vả, nhìn Dương Diệp bên trong phế tích vất vả chống lại những tinh lam viên hoàn kia, ở trong tường thành. Đôi mắt Tô Thanh Thi tần thứ hai hiện tên một vẻ lo âu, tinh lam viên hoàn này là huyền bảo địa giai trung phẩm, hơn nữa còn là huyền bảo địa giai trung phẩm nắm giữ tiên thiên khí tinh, cùng với Văn Nhân Nguyệt đang sử dụng tới huyền kỹ quỷ dị này. Uy lực như vậy, cho dù là một vài cường giả vương giả cảnh cũng không chống đỡ được đó. Tử Linh kiếm đã từng là đạo khí, thế nhưng khí tinh sau khi ngủ say, lại còn bị chia ra làm hai, bây giờ Tử Linh kiếm làm sao có thể chống đỡ tinh lam viên hoàn này. Ở một bên khác, trên mặt Thải Phượng của Bách Hoa Cung lần đầu lộ ra nụ cười, thực lực của Dương Diệp, cho dù là nàng, muốn không thừa nhận cũng không được, ở độ tuổi này thật sự có thể nói là rất tốt. Thế nhưng như vậy thì làm sao chứ? Văn Nhân Nguyệt là đệ tử kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Bách Hoa Cung, cho dù là công pháp hay là huyền kỹ, cùng với giáo dục ở các mặt khác, Bách Hoa Cung đều cho nàng những thứ tốt đẹp nhất. Mà Dương Diệp thì sao? Vì lẽ đó, trận tỷ thí này, nhất định Dương Diệp sẽ chết. Loại ý nghĩ này không chỉ có Thải Phượng có, còn có Lâm Tu Nhiên ở bên dưới quan sát trận chiến, không thể không nói, Dương Diệp bày ra thực lực đã khiến hắn cảm nhận được uy hiếp. Đương nhiên cũng chỉ là một chút uy hiếp mà thôi, đối mặt với Dương Diệp, cho dù Dương Diệp có sử dụng đền hai tầng kiếm ý, hắn vẫn có lòng tin sẽ đánh bại Dương Diệp như cũ. Đương nhiên, nếu như Dương Diệp chết ở trong tay Văn Nhân Nguyệt, đó là chuyện không thể tốt hơn. Tất cả mọi người đều cho rằng Dương Diệp chắc chắn sẽ thất bại, thế nhưng Văn Nhân Nguyệt bên trong phế tích thì tại không cho là như vậy. Lúc trước ở trong Thanh Vân Sơn Mạch, nàng đã thầy được ngự kiếm thuật quỷ dị của Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp triển khai ngự kiếm thuật quỷ dị này, muốn giải quyết phiền toái trước mắt, quả thật dễ như trở bàn tay. Nhưng mà cho dù là tới bây giờ, Dương Diệp vẫn không triển khai ngự kiếm thuật kia, điều này làm cho Văn Nhân Nguyệt rất là nghi ngờ khó hiểu, khẽ lắc đầu. Văn Nhân Nguyệt không tiếp tục suy nghĩ những thứ này, tay ngọc quét ngang người, quay về Dương Diệp phía xa xa, quát khẽ. Nhốt! Dứt lời, những tinh lam viên hoàn kia nhất thời nhanh chóng xoay tròn lên, sau một khắc, lấy tốc độ mắt thường không nhìn kịp, toàn bộ phóng tới chỗ của Dương Diệp, vô số tinh lam viên hoàn, trong nháy mắt tiền bao vây Dương Diệp ở trong đó, nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời vô số người trong sân tắc lắc đầu, rất nhiều người lại bắt đầu bàn luận lần thứ hai. Dương Diệp này rốt cục thất bại rồi, ta đã nói mà, không còn huyền thú vương giai thần bí kia giúp hắn, một khi gặp phải cường giả chân chính, hắn quả thật không đỡ nổi một đòn. Ôi, không nghĩ tới hai tầng kiếm ý của Dương Diệp cũng thua ở trong tay Văn Nhân Nguyệt, không hổ là đệ tử kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Bách Hoa Cung mà. Ta nghĩ, nếu như Dương Diệp không lĩnh ngộ kiếm ý, ở trong tay nàng, sợ là không chống đỡ được ba hiệp nữa. Ba hiệp, ngươi quá coi trọng hắn rồi. Nếu như không phải hắn có số chó ngáp phải ruồi lĩnh ngộ kiếm ý, đừng nói chống đỡ ba hiệp ở trong tay Văn Nhân Nguyệt, chỉ một hiệp cũng không thể chịu đựng được. Bên trong phế tích, Văn Nhân Nguyệt nhìn Dương Diệp bị vô số tinh lam viên hoàn vây quanh, khẽ tắc đầu một cái, trong mắt lóe ra một vẻ thất vọng. Con! Ngay tại lúc này, bên trong tinh lam viên hoàn đột nhiên vang tên một tiếng kiếm minh vang dội, khiến cho vô số người trong sân thi đấu sững sờ một chút, trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người. Một kiếm quang màu vàng óng sáng lên từ bên trong tinh lam viên hoàn kia, sau một khắc, mọi người chỉ nghe ầm một tiếng thật lớn, những tinh lam viên hoàn vây quanh Dương Diệp kia ầm ầm bay ra xa,
Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy một bóng người từ trong đó bắn mạnh tới phía Văn Nhân Nguyệt, nhìn thấy tình cảnh này. Tô Thanh Thi trên tường thành nhát thời thở phào nhẹ nhõm, đôi tông mày nhíu chặt kia cũng giãn ra. Ngược lại, lông mày thải phượng bên Bách Hoa Cung kia tại nhíu chặt tại, sắc mặt cũng càng lúc càng trầm xuống, khoảng cách chừng 10 trượng, Dương Diệp chỉ dùng thời gian không tới một hô hấp đã đi tới trước mặt Văn Nhân Nguyệt, nhìn Văn Nhân Nguyệt gân trong gang tấc, trong mắt Dương Diệp lóe ra vẻ tàn nhẫn. Huyền khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào bên trong Tử Linh kiếm, sau đó rút kiếm ra vung mạnh tới. Nhìn thấy Dương Diệp đánh tới, trong mắt Văn Nhân Nguyệt lóe ra vẻ ngoài ý muốn, Dương Diệp đã làm cách nào để phá tan những Tinh Lam viên hoàn kia của nàng. Tuy rất nghi hoặc, thế nhưng lúc này nàng đã không có thời gian suy nghĩ, bởi vì Dương Diệp đã triển khai công kích mãnh liệt đối với nàng. Dường như là giống như lần trước vậy, thân thể Văn Nhân Nguyệt run lên. Hóa thành vô số cánh hoa biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở bên trái Dương Diệp, sau đó tay nắm một vòng viên hoàn hướng về phía cổ Dương Diệp mà cắt. Dương Diệp tựa hồ sớm có dự liệu, trong khoảnh khắc Văn Nhân Nguyệt biến mất đó, hắn thu kiếm nghiêng người lóe lên, sau đó Tử Linh kiếm cực kỳ tự nhiên hướng về bên trái mà chém ra. Giờ khắc này, Văn Nhân Nguyệt giống như là chủ động đưa lên để Tử Linh kiếm của Dương Diệp chém vậy, lần đầu tiên Văn Nhân Nguyệt biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Dương Diệp làm cách nào mà nắm rõ quỹ tích thân pháp này của nàng? Không kịp nghĩ, Văn Nhân Nguyệt lần thứ hai sử dụng thân pháp quỷ dị này, biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện ở bên phải Dương Diệp. Nhưng mà, ngay thời điểm nàng xuất hiện ở bên phải Dương Diệp, Tử Linh kiếm vốn đang chém về phía bên trái của Dương Diệp không biết từ lúc nào đã biến thành chém về phía bên phải Dương Diệp, cũng chính là vị trí Văn Nhân Nguyệt xuất hiện lúc này. Nhìn thấy tình cảnh này, những đại lão trên tường thành kia nhát thời đồng loạt biến sắc, ngay cả trên mặt Nguyên Đồng vẫn luôn luôn hờ hững thong dong cũng lộ ra nét nghiêm trọng cùng nghi ngờ. Văn Nhân Nguyệt triển khai huyền kỹ thân pháp này, ở trong mắt bọn họ, đương nhiên là có rất nhiều chỗ thiếu sót, lấy thực lực cùng ánh mắt của bọn họ, đương nhiên có thể dễ dàng phá giải huyền kỹ thân pháp quỷ dị này. Thế nhưng tại sao Dương Diệp cũng có thể? Phải biết rằng, Dương Diệp lúc này mới chỉ là tiên thiên cảnh thôi. Tiên thiên cảnh mà đã có thể hiểu rõ chỗ thiếu sót của địa giai huyền kỹ. Chuyện này nghĩ thế nào cũng không hợp lý mà. Mà nếu như không phải Dương Diệp hiểu rõ chỗ thiếu sót của địa cấp huyền kỹ này, làm sao lần nào cũng có thể ra tay trước để khống chế kẻ địch được. Tiểu tử này thật quỷ dị. Nhìn Dương Diệp bên trong phế tích, Lý Tư cau mày trầm giọng nói. Bạch Khởi ở bên cạnh hắn khẽ gật đầu, nói. Nếu như hắn dựa vào ý thức chiến đấu của bản thân mình mà làm đến một bước này, vậy hắn không khỏi quá kinh khủng rồi, chẳng qua điều này hiển nhiên là không thể, nếu như là Nguyên Đồng thì còn có thể, dù sao Nguyên Đồng cũng lĩnh ngộ chiến ý trong truyền thuyết. Chỉ là, nếu như không phải như vậy, vậy hắn làm sao có thể làm được như thế chứ? Vốn ta cho rằng hai tầng kiếm ý đã là cực hạn của hắn, thế nhưng bây giờ xem ra, người này cho dù tới hiện tại vẫn chưa có bộc lộ ra thực lực chân chính cùng lá bài tẩy của chính mình như cũ. Ai, hắn càng thể hiện ra thực lực cùng tiềm lực làm người ta kinh sợ, Bách Hoa Cung cùng với Quỷ Tông, còn có Nguyên Môn kia sẽ càng không bỏ qua cho hắn, đáng tiếc. Lý Tư từ từ tắc đầu nói. Nhưng nếu như hắn thu được danh hiệu đệ nhất Thanh Vân Bảng thì sao? Bạch Khởi lại hỏi ra những lời này. Vậy thì là Kiếm Tông, cùng với Phủ Văn Sư Công Hội. Còn có ngươi và ta đều bị mù mắt rồi. Lý Tư nhìn Dương Diệp bên trong phế tích, nhẹ giọng nói. Trên phế tích, Dương Diệp và Văn Nhân Nguyệt đã tách ra. Nhìn Dương Diệp, Văn Nhân Nguyệt trầm giọng nói. Ngươi làm cách nào mà làm được như vậy? Dương Diệp lắc đầu, nói. Không thể trả lời, nếu như ngươi còn muốn giết ta, vậy thì lấy ra đạo khí trong truyền thuyết kia của ngươi đi. Văn Nhân Nguyệt trầm mặc, một lúc sau. Văn Nhân Nguyệt nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi có mấy phần chắc chắn sẽ thu được danh hiệu đệ nhất Thanh Vân Bảng. Dương Diệp ngẩn ra, không hiểu nói. Ngươi có ý gì? Trả lời ta. Thầy vẻ mặt Văn Nhân Nguyệt nghiêm túc, Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. 5 phần chắc chắn đi. Nghe vậy, mí mắt Văn Nhân Nguyệt giật giật, 5 phần chắc chắn. Cái tên trước mắt này cũng quá tự tin rồi chứ. Nắm chắc 5 phần. Điều đó đại diện cho cái gì? Đại diện cho hắn có lòng tin sẽ không thua Nguyên Đồng kia. Lòng tự tin của Dương Diệp từ đâu mà có vậy? Văn Nhân Nguyệt trầm tĩnh lần nữa, một lát sau, Văn Nhân Nguyệt nhìn Dương Diệp một chút, sau đó nói. Ta tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi thật sự có 5 phần chắc chắn. Dứt lời,
Văn Nhân Nguyệt xoay người nhìn về Lý Tư phía ở phía xa, nói. Ta nhận thua. Hả? Nghe được lời của Văn Nhân Nguyệt, tất cả mọi người trong sân xôn xao. Văn Nhân Nguyệt của Bách Hoa Cung nhận thua, là xin nhận thua, có ý gì? Huyền giả ở đây đều bị một câu nói của Văn Nhân Nguyệt làm cho ngẩn lại một chút. Mà ngay cả Dương Diệp lúc này cũng có chút mông lung, hắn cảm giác được, Văn Nhân Nguyệt vẫn chưa thực sự xuất ra toàn lực. Nếu như Văn Nhân Nguyệt xuất toàn lực, hắn nhất định sẽ có một trận chiến ác tiệt, thế nhưng hắn không ngờ rằng Văn Nhân Nguyệt trước mắt lại sẽ nhận thua. Trong khoảnh khắc Văn Nhân Nguyệt chịu thua, sắc mặt thải phượng trên tường thành hoàng cung nhát thời âm trầm đến đáng sợ, nàng vẫn đang chờ mong Văn Nhân Nguyệt dùng lá bài tẩy thực sự. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù Dương Diệp đột nhiên trở nên quỷ dị như thế nhưng chỉ cần Văn Nhân Nguyệt sử dụng lá bài tẩy thật sự, Dương Diệp kia chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, Văn Nhân Nguyệt lại trực tiếp chịu thua, điều này làm cho nàng tức đến thiếu chút nữa huyền khí nghịch loạn. Tại sao Văn Nhân Nguyệt lại muốn nhận thua? Ở trong đây, ngoại trừ chính bản thân Văn Nhân Nguyệt, sợ là không có bất cứ người nào biết. Tại sao ngươi muốn làm như thế? Văn Nhân Nguyệt mới vừa bước xuống đài, Thải Phượng lập tức xuất hiện ở bên cạnh nàng, tức giận hỏi. Văn Nhân Nguyệt nhìn Thải Phượng một chút, sau đó nói. Đệ tử nguyện chịu cung quy của cung môn xử phạt. Nghe vậy, Thải Phượng tức giận, lạnh lùng nói. Cung quy xử phạt, Tiểu Nguyệt, thành thật mà nói, người buông tha cho Dương Diệp, ta cũng không tức giận, bởi vì khi Thanh Vân Bảng vừa kết thúc, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta tức giận là vì sao ngươi phải từ bỏ thứ hạng này. Với thực lực của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể đoạt được 3 vị trí đầu mà. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi xếp hạng càng cao, đối với cung môn càng có lợi hay sao? Văn Nhân Nguyệt trầm tĩnh không nói gì, điều này làm cho Thải Phượng càng tức nhưng cũng không thể làm gì. Tuy Văn Nhân Nguyệt chỉ là một đệ tử nội môn tiên thiên cảnh, thế nhưng địa vị của nàng ở Bách Hoa Cung, có thể nói, nàng còn ở trên trưởng lão nơi này. Bởi vì nàng là đệ tử nội môn có thiên phú và có tiềm lực nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Bách Hoa Cung. Tuy mọi người còn đang nghi ngờ và không hiểu, thế nhưng tỷ thí vẫn phải tiếp tục. Dưới sự vận hành của đế quốc Đại Tần khổng lồ này, chưa tới một canh giờ một tòa luận võ đài mới bắt đầu xuất hiện ở trên quảng trường Hoàng Cung. Rất nhanh, trong sân không còn ai suy nghĩ vì sao Văn Nhân Nguyệt phải trực tiếp chịu thua, bởi vì Nguyên Đồng đã lên đài. Đối thủ của Nguyên Đồng là tên tán tu kia, tên là Bạch Hà. Bạch Hà lớn lên có chút thô kệch, vóc người khôi ngô, nếu như không phải trải qua khảo nghiệm của Lý Tư, mọi người sẽ cảm thấy hắn đã chừng 30 tuổi. Khi nghe được tin đối thủ của mình là Nguyên Đồng, trên mặt Bạch Hà cũng không toát ra bất kỳ vẻ bi thương nào, cổ tay hơi động, một thanh quỷ đầu đại đao xuất hiện ở trong tay hắn, vác đại đao trên vai, sau đó đi tới đài tuận võ, trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Nguyên Đồng cũng xuất hiện ở trên đài luận võ, vào khoảnh khắc Nguyên Đồng xuất hiện. Toàn bộ trên quảng trường Hoàng Cung nhất thời sôi trào lên. Nguyên Đồng, một chiêu, Nguyên Đồng, một chiêu, một chiêu. Từ khi Nguyên Đồng bắt đầu lên đài tới nay, đối thủ của hắn chưa từng chống nổi một chiêu ở trong tay hắn. Hiện tại, mọi người muốn được nhìn thấy thần thoại một chiêu đánh bại địch này của hắn một lần nữa. Nhìn mọi người, Nguyên Đồng khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Bạch Hà đang vác đại đao, tay phải thả tỏng phía sau, nụ cười trên mặt không giảm. Bộ dáng phong phạm cao thủ hoàn toàn lộ ra, không có ai nói Nguyên Đồng làm ra vẻ, bởi vì người ta quả thật có năng lực kia, tuy điều này làm cho rất nhiều người khó chịu, nhưng dù khô khó chịu cũng không có cách nào cả. Khi Lý Tư tuyên bố tỷ thí bắt đầu, mọi người đưa tầm mắt rời lên trên người Bạch Hà, hiện tại, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, Bạch Hà này đến tột cùng có thể chống được một chiêu dưới tay Nguyên Đồng hay không. Lúc này Bạch Hà có chút áp lực, đương nhiên. Cho dù là ai có đối thủ là Nguyên Đồng đều sẽ có áp lực, thế nhưng có áp lực cũng phải lên thôi, cho dù muốn chịu thua cũng phải qua hai chiêu mới có thể chịu thua mà, nếu không thì, chuyện này thực sự quá mất mặt rồi. Hít sâu một hơi, đại đao trên vai Bạch Hà chậm rãi giơ lên, hai tay nắm chuôi đao, huyền khí trong cơ thể điên cuồng chuyển động, khi huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, một cơn gió tớn đột nhiên xuất hiện ở xung quanh Bạch Hà, tại chỗ Bạch Hà đứng. Sàn nhà cứng rắn bắt đầu rạn nứt từng tấc, nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng rất nhiều người trong sân nhất thời dùng mình, thầm nghĩ Bạch Hà này có thể tiền vào top 8, không phải hoàn toàn dựa vào sự may mắn, vẫn còn có một chút thực lực. Chẳng qua là ở trước mặt Nguyên Đồng, thật sự vẫn có chút không đáng để chú ý. Nguyên Đồng ở đối diện Bạch Hà vẫn mang một bộ dạng hờ hững như trước, không có ý xuất thủ chút nào, mặc cho Bạch Hà thể hiện.
Mỗi một khắc, trong mắt Bạch Hà đều lóe ra vẻ lằn nhẫn, hai tay nắm quỷ đầu đại đao, quay về phía Nguyên Đồng mạnh mẽ bổ từ trên xuống dưới một cái, nhát thời, một ánh đao màu trắng dài mây trượng bắn nhanh ra từ đỉnh của quỷ đầu đại đao, bởi vì sức mạnh ẩn chứa bên trong ánh đao thực sự là quá mức khủng bố, chỗ ánh đao đi qua, một khe hở rộng chừng nửa mét, sâu mấy mét, từ chỗ hai chân Bạch Hà lan nhanh đến trước người Nguyên Đồng, khi ánh đao kinh khủng kia đến cách trước người Nguyên Đồng nửa trượng. Lúc đó Nguyên Đồng mới chuyển động, bước về phía trước một bước, sau đó tay phải nắm chặt thành nắm đấm, đánh tới ánh đao dài mấy trượng kia, nhất thời, một năng lượng quyền ấn bắn nhanh ra, trong ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người, năng lượng quyền ấn cùng ánh đao kia tiếp xúc thân mật với nhau trên không trung. Ầm. Một tiếng nổ năng lượng lớn ầm ầm vang vọng trên đài luận võ, ngay lập tức, năng lượng quyền ấn kia giống như lợi kiếm chém vào gỗ mục, trong nháy mắt đánh tan ánh đao kia. Sau đó tốc độ không giảm mà đi tới trước người Bạch Hà, cuối cùng đâm thẳng vào trên ngực Bạch Hà. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Bạch Hà trực tiếp bay ngược ra ngoài, phải nói là trực tiếp bay ra khỏi đài luận võ. Mọi người hơi ngây người, sau đó điên cuồng quay về Nguyên Đồng trên đài luận võ kêu gào lên. Nguyên Đồng, Nguyên Đồng. Một chiêu, một chiêu. Vũ thần, vũ thần. Vô số âm thanh tụ hợp lại một nơi. Vang đến chín tầng trời. Mà vài tên huyền giả còn lại không có lên đài nhưng tỏ rõ vẻ nghiêm túc, thực lực của Nguyên Đồng này, thật sự có thể dùng từ sâu không lường được để hình dung. Thực lực như vậy còn muốn tới tham gia Thanh Vân Bảng, chuyện này quả thực có hơi bắt nạt người khác mà. Khẽ mỉm cười với mọi người dưới đài, Nguyên Đồng tung người nhảy một cái, nhảy xuống tuận võ đài, sau đó trở tại chỗ đứng của chính mình. Nếu như không phải vì con đường thí tuyển vũ thân, hắn sẽ không tới tham gia cái Thanh Vân Bảng gì đấy, Thanh Vân Bảng đối với hắn mà nói, chắc chắn giống như là con nít ở nhà, thực sự không có lực khiêu chiến gì. Sau khi Nguyên Đồng bước xuống đài tuận võ, Lý Tư xuất hiện ở trên đài luận võ, nhìn những đám người hoan hô sôi động ở phía dưới kia, sắc mặt Lý Tư hơi trầm xuống. Nguyên Đồng này nếu như thật sự trở thành vũ thần, vậy trong tương lai, lấy uy tín của hắn, chỉ cần vung tay hô tên một tiếng. Chắc chắn có vô số huyền giả đi theo rồi. Chuyện này đối với đế quốc Đại Tần mà nói, chắc chắn chính là một bất lợi, vừa nghĩ tới tình cảnh lúc đó, Lý Tư kìm lòng không được mà thấp giọng thở dài, nếu như bây giờ có người có thể ngăn cản Nguyên Đồng này thì tốt rồi. Thế nhưng có thể sao? Lấy thực lực Nguyên Đồng thể hiện ra lúc này, đừng nói những huyền giả tiên thiên cảnh ở đây, cho, dù là những cường giả vương giả cảnh cũng không nhất định có thể chiến thắng hắn nữa. Muốn ngăn cản hắn, sợ là cũng chỉ có cường giả linh giả cảnh. Thật ra thì, trong sân không chỉ có Lý Tư muốn diệt trừ Nguyên Đồng, những thế lực đối địch với Nguyên Môn kia cũng muốn diệt trừ Nguyên Đồng, thậm chí, ngay cả Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung sợ là cũng có ý này. Bởi vì cho dù là thế lực nào cũng sẽ không muốn trong tương lai ngàn năm, nhìn thấy Nguyên Môn một mình độc quyền. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ chứ không có ai dám biến thè nhanh động. Thế lực nào dám làm đối thủ với Nguyên Đồng? Hậu quả chính là sẽ bị Nguyên Môn hủy diệt trả thù, ở Nam Vực, e là cũng chỉ có đế quốc Đại Tần và đế quốc Huyền Thú là hai quái vật khổng lồ này mới có thể chống lại sự trả thù điên cuồng của Nguyên Môn. Thế nhưng, cho dù là đế quốc Đại Tần và đế quốc Huyền Thú cũng sẽ không dễ dàng xúc phạm vảy ngược của Nguyên Môn, bởi vì một khi chọc giận siêu cấp tông môn này, cho dù là thắng rồi, bản thân mình chắc chắn cũng sẽ đại thương nguyên khí, thậm chí còn có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Tại Nam Vực, có thiên phú cùng tiềm lực tốt còn chưa đủ, bởi vì lúc nào ngươi cũng sẽ có thể chết đi, ngoại trừ thiên phú cùng tiềm lực tốt, ngươi còn cần một hậu đài tốt, chỉ khi có một hậu đài mạnh mẽ, ngươi mới có thể có cơ hội trưởng thành. Giống như Dương Diệp lúc này, bởi vì hắn không có một hậu đài hùng mạnh như Nguyên Môn, cho nên mọi người cảm thấy, hắn đã chắc chắn phải chết. Rất nhanh, tỷ thí tần thứ hai bắt đầu, lần này lên đài chính là Lãnh Tâm Nhiên của Băng Tuyết Cung, mà đối thủ của nàng chính là tên con ông cháu cha kia, Lưu Phong. Trận tỷ thí này, chưa từng xuất hiện điều gì bất ngờ, khi giao thủ chưa tới 10 hiệp, Lãnh Tâm Nhiên liền đánh bại Lưu Phong. Điều nào làm cho vô số huyền giả phía dưới tiếp tục hoan hô không ngớt, ở trong top 8, ngoại trừ Nguyên Đồng ra thì hai người Lãnh Tâm Nhiên và Văn Nhân Nguyệt được hoan nghênh cao nhất. Đương nhiên chuyện này ngoại trừ liên quan đến thực lực của các nàng, còn là bởi vì bản thân các nàng có khuôn mặt đẹp, dù sao mỹ nữ ở đâu cũng đều được hoan nghênh. Huống hồ là mỹ nữ có thực lực của hai cung. Chỉ là đáng tiếc, Văn Nhân Nguyệt đã nhận thua, dừng tại ở top 8 rồi. Lâm Tu Nhiên đấu với Hạo Nguyệt Tông Lâm Hạo Minh.
Nhưng vào lúc này, âm thanh của Lý Tư lần nữa vang lên ở bên tai mọi người, trên đài luận võ, Lâm Tu Nhiên cầm một thanh cổ kiếm màu đen trong tay, nhìn Lâm Hạo Minh trước mặt hắn. Vóc người của Lâm Hạo Minh có chút mập, trên mặt đều là mang theo ý cười hờ hững, không giống với kiểu cười của Nguyên Đồng, nụ cười của Lâm Hạo Minh làm cho người ta cảm thấy giống như là nụ cười xuất phát từ nội tâm, không làm ra vẻ hay dối trá một chút nào. Đương nhiên, điều này cũng không thể khiến Lâm Tu Nhiên nhường bước. Ngươi ra tay đi. Nhìn Lâm Hạo Minh, Lâm Tu Nhiên lạnh nhạt bảo, thành thật mà nói, cho tới nay, hắn cũng không có để Lâm Hạo Minh này vào trong mắt, đối thủ của hắn, hẳn là Nguyên Đồng, Văn Nhân Nguyệt, còn có Lãnh Tâm Nhiên, Dương Diệp cũng coi như là một trong số đó. Còn Lâm Hạo Minh trước mắt này, hắn thật sự chưa từng coi trọng. Đối với ngữ khí xem thường này của Lâm Tu Nhiên, Lâm Hạo Minh cũng không tức giận, cười cợt, sau đó thân hình hơi động, phóng vút nhanh qua phía Lâm Tu Nhiên, nhìn thấy Lâm Hạo Minh bay nhanh đến, khóe miệng Lâm Tu Nhiên nhếch lên vẻ khinh thường, cổ tay khẽ động, một tầng kiếm ý dâng trào ra, trong nháy mắt chụp về phía Lâm Hạo Minh, kiếm ý xuất hiện làm cho tốc độ của Lâm Hạo Minh nhát thời hơi ngưng tại, chậm lại một chút. Nhìn thấy cảnh tượng này, nét xem thường trên khóe miệng Lâm Tu Nhiên càng dày đặc thêm. Nhưng mà đúng vào lúc này, tốc độ của Lâm Hạo Minh vốn đang hạ xuống nhưng lại đột nhiên tăng lên dữ dội, lấy một tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần so với lúc trước lướt về phía Lâm Tu Nhiên. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Hạo Minh đã đi tới trước mặt Lâm Tu Nhiên, sau đó vô số năng tượng của trưởng ấn che ngập bầu trời chụp về phía Lâm Tu Nhiên còn đang sửng sốt. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho Lâm Tu Nhiên có chút sửng sốt, thế nhưng rất nhanh hắn đã phục hồi tinh thần lại. Sau khi lấy lại tinh thần, cổ tay Lâm tự nhiên hơi động, cổ kiếm màu đen mang theo vô số ánh kiếm bắn ra ngoài, đánh những trưởng ấn năng lượng kia của Lâm Hạo Minh tan nát trong nháy mắt. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên Lâm Hạo Minh quỷ dị xuất hiện ở phía bên phải Lâm Tu Nhiên, sau đó một thanh chủy thủ sắc bén lạnh lẽo hiện ra, mang theo một âm thanh chói tai, chém về phía cái cổ của Lâm Tu Nhiên. Lâm Tu Nhiên khẽ cau mày, cổ tay xoay một cái, cổ kiếm màu đen đột nhiên quét ngang về phía Lâm Hạo Minh. Tốc độ nhanh hơn Lâm Hạo Minh gấp mấy lần. Bởi tốc độ công kích của Lâm tự nhiên nhanh hơn hẳn, Lâm Hạo Minh không thể không thu tay lại, dùng chủy thủ chặn ở phía dưới. Cong! Một âm thanh lanh lảnh vang vọng khắp sân thi đấu, nơi chủy thủ và cổ kiếm màu đen va chạm vào nhau, đốm lửa văng lên tung tóe. Ngay khi Lâm Tu Nhiên lại muốn phát động công kích lần nữa, chủy thủ của Hạo Nguyệt Tông Lâm Hạo Minh hơi dùng sức, mượn lực nhảy về phía sau một cái, rơi xuống mặt đất. Sau đó quay về phía Lâm Tu Nhiên ôm quyền, cười nói. Tu Nhiên huynh thật có thực lực, tại hạ nhận thua. Nghe được lời của Lâm Hạo Minh, Lâm Tu Nhiên nhìn kỹ Lâm Hạo Minh một chút, trực giác nói cho hắn, cái tên Lâm Hạo Minh lúc nào gương mặt cũng mang nụ cười trước mắt này chắc chắn là không chịu xuất ra toàn lực. Đương nhiên, cho dù Lâm Hạo Minh này xuất toàn lực, hắn cũng không sợ. Chỉ là hắn nghi ngờ tại sao đối phương lại đột nhiên muốn nhận thua. Mà trong lúc Lâm Tu Nhiên còn đang nghi hoặc, Lâm Hạo Minh kia đã bước xuống đài luận võ. Lâm Hạo Minh nhận thua, ngược lại không giống như khi Văn Nhân Nguyệt nhận thua, làm cho mọi người nghị luận sôi nổi và nghi ngờ không hiểu, mọi người vốn là không có chờ mong gì đối với hắn, hiện tại lại chủ động nhận thua, cũng chỉ coi như hắn thật sự không bằng Lâm Tu Nhiên, dù sao Lâm Tu Nhiên cũng đã lĩnh ngộ hai tầng kiếm ý. Lâm Hạo Minh nhận thua, top 4 đã xuất hiện rồi. Theo thứ tự là Nguyên Đồng của Nguyên Môn, Lãnh Tâm Nhiên của Băng Tuyết Cung, Dương Diệp của Kiếm Tông, còn có Lâm Tu Nhiên. Cho tới lúc này, tỷ thí sẽ càng lúc càng kịch liệt, bởi vì trong top 4, không có người nào là kẻ yếu, mà thần thoại một chiêu bại địch của Nguyên Đồng kia e là cũng phải chấm dứt rồi. Nhìn Dương Diệp cùng Lâm Tu Nhiên trên đài luận võ, vô số người cảm khái không thôi, lúc trước, có ai nghĩ tới Dương Diệp này. Còn có Lâm Tu Nhiên trước đây không hề nổi tiếng lại có thể lọt vào top 4 thanh vân bảng. Đương nhiên, mọi người càng không nghĩ tới Dương Diệp cùng Lâm Tu Nhiên này đều đã lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa còn không chỉ có một tầng. Lúc này Ngọc Hành nhìn Dương Diệp, càng nhìn càng vừa mắt, mặc kệ trước đây hắn đối với Dương Diệp có cảm giác làm sao, ngược lại hiện tại hắn cảm thấy cực kỳ thuận mắt. Tại sao? Bởi vì Dương Diệp tiến vào top 4, chỉ cần Dương Diệp không chết. Vậy Kiếm Tông liền có thể thay đổi tình cảnh lúng túng hiện nay của mình, cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên hắn cảm thấy Dương Diệp lúc này vô cùng thuận mắt. Đương nhiên, tình cảnh của Dương Diệp sau khi kết thúc thanh vân bảng, hắn chưa từng nghĩ tới. Lý Tư xuất hiện ở trên đài luận võ, nhìn bốn người Dương Diệp trên đài,
Lý Tư khẽ gật đầu, sau đó nói. Chúc mừng các ngươi đã tiến vào top 4, căn cứ theo quy củ trước đây của Thanh Vân Bảng, một khi đã tiến vào top 4 nói đến đây, Lý Tư nhìn về phía Lâm Tu Nhiên. Dương Diệp, Nguyên Đồng, còn có Lãnh Tâm Nhiên đều chưa bao giờ bại trận, mà chỉ có Lâm Tu Nhiên này hòa một lần, nói cách khác, chiến tích của hắn là thấp nhất. Sắc mặt Lâm Tu Nhiên nhất thời có chút không dễ nhìn, đương nhiên, hắn cũng không dám mặt nặng mày nhẹ với Lý Tư, lá gan của hắn còn chưa lớn đến mức đó. Hừ lạnh một tiếng, ánh mắt Lâm Tu Nhiên dừng trên người Nguyên Đồng một chút, lại dừng trên người Lãnh Tâm Nhiên một cái, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi lên người Dương Diệp, sau đó không di chuyển. Thấy thế, Lý Tư khẽ gật đầu, vung tay phải lên, Lãnh Tâm Nhiên và Nguyên Đồng đồng thời biến mất ở đài luận võ. Lâm Tu Nhiên đấu với kiếm tông Dương Diệp. Trên đài luận võ, vang vọng âm thanh lúc rời đi của Lý Tư. Nhìn thấy Lâm Tu Nhiên lựa chọn Dương Diệp, Tô Thanh Thị trên tường thành Hoàng Cung nhíu chặt lông mày, Ngọc Hành đứng bên cạnh nàng cũng cau mày lại, bất kể như thế nào, Dương Diệp lúc này cũng là đại diện cho kiếm tông, nếu như Lâm Tu Nhiên đánh chết Dương Diệp, đối với kiếm tông lúc này mà nói không phải là một chuyện tốt. Đương nhiên, nếu như Dương Diệp đánh chết Lâm Tu Nhiên, vậy thì càng không xong, tuy không có khả năng. Nói chung, hành động lúc này của Lâm Tu Nhiên khiến trong lòng Ngọc Hành vốn có thiện cảm với hắn cũng có chút không vui, thầm nói Lâm Tu Nhiên này không hiểu rõ đại cục. Mà lúc này trong mắt Thanh Vân ở bên kia bộ ra vẻ hài hước, thân phận của Lâm Tu Nhiên này, lúc mới bắt đầu hắn đã suy đoán là có quan hệ với kiếm tông, bây giờ nhìn biểu hiện của Ngọc Hành và Tô Thanh Thi, điều này làm cho hắn càng thêm xác định, Lâm Tu Nhiên này nhất định là một thành viên của kiếm tông. Mà bây giờ đệ tử kiếm tông đấu với đệ tử kiếm tông, hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy, thật giống như không phải là một trận tỉ thí bình thường. Trên đài tỉ võ, Lâm Tu Nhiên nhìn Dương Diệp, trên mặt mang theo nụ cười gằn, nói. Không ngờ rằng nhanh như vậy mà chúng ta đã phải phân thắng bại rồi. Dương Diệp lắc đầu, nói. Thật ra thì, thật sự không cần thiết, bởi vì ta chưa từng nghĩ tới tương lai muốn cùng ngươi tranh giành kiếm tông. Lời này ta đã từng nói qua với ngươi, thế nhưng hiển nhiên, ngươi cũng không tin. Đã như vậy thì chúng ta lập tức đánh một trận đi. Lâm Tu Nhiên cười gằn một tiếng, nói. Nếu người đã lĩnh ngộ kiếm ý, nói vậy thành tựu về phương diện kiếm đạo cực kỳ tốt, thật đúng lúc, trong thế hệ trẻ tuổi, ta tự nhận trên phương diện kiếm đạo sẽ không thua bất cứ một người nào. Ngày hôm nay chúng ta liền tới xem một chút, ai mới thật sự là thiên tài kiếm đạo, ta sẽ để người của kiếm tông biết, bọn họ lựa chọn ta, là không sai. Dứt lời, Lâm Tu Nhiên bước về phía trước một bước. Hai tầng kiếm ý đỉnh cao hướng về phía Dương Diệp dâng trào ra, kiếm ý giống như thực chất, chỗ nó đi qua, không khí nát tan toàn bộ, từng tiếng khí nổ, không ngừng vang vọng ở giữa sân. Dương Diệp cũng đi về phía trước một bước, sau đó triển khai kiếm ý, hai cỗ kiếm ý hết sức bén nhọn ở trong không khí vừa gặp nhau, không gian nhất thời chấn động, toàn bộ mặt đất của đài luận võ, từ từ xuất hiện từng vết nứt thật nhỏ giống như mạng nhện, đồng thời dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng khuếch tán. Nhìn thấy cảnh tượng này khiến những người ở dưới vang lên tiếng hô kinh ngạc. Đây chính là sự kinh khủng của kiếm ý sao? Nếu như chúng ta lên đài, e là không cần hai người này ra tay, ngay cả kiếm ý kia chúng ta cũng không chống lại được, thật sự quá đáng sợ rồi. Thiên tài kiếm đạo lĩnh ngộ kiếm ý, thật sự là rất kinh khủng, nếu như Thanh Vân Bảng lần này không có loại yêu nghiệt siêu cấp như Nguyên Đồng tồn tại, chỉ sợ là Thanh Vân Bảng lần này đều sẽ là sân khấu của hai người này. Chỉ là đáng tiếc, có Nguyên Đồng ở đây, hai tầng kiếm ý của bọn họ, cũng chỉ có thể làm nền mà thôi. Cùng Nguyên Đồng sinh ra trong một thời đại, không thể không nói, đó là xui xẻo của bọn họ mà. Đừng nói Nguyên Đồng, nói một chút xem hai thiên tài kiếm đạo này ai sẽ giành chiến thắng đây. Hai người đều là hai tầng kiếm ý, hiện tại ta nghĩ phải xem huyền kỹ của hai bên, huyền kỹ của ai có cấp bậc cao hơn, vậy người đó có hy vọng chiến thắng càng lớn. Vậy thì chắc chắn là Lâm Tu Nhiên này, các ngươi hẳn cũng từng thấy kiếm kỹ của hắn đánh trọng thương Tần Du Nhiên kia chứ. Nếu như không phải Tần Du Nhiên có huyền giáp địa cấp trung phẩm, Tần Du Nhiên cũng sẽ bị giết ngay lập tức đó. Ta cảm thấy, cũng không thể xem thường Dương Diệp, tuy hiện tại Dương Diệp chưa từng dùng tới huyền kỹ đáng sợ gì, thế nhưng các ngươi phải biết, Tần Du Nhiên và Lý Tiên Quân kia đều đã chết trong tay hắn. Chấm. Lúc này trên đài tỷ võ. Tràn đầy hai cỗ kiếm ý ác liệt đến cực điểm, toàn bộ đài luận võ, giống như có một máy cắt vô hình vậy, ngay cả không khí cũng bị cắt nát không ngừng,
khiến cho những huyền giả vốn đang luận võ chung quanh đài lùi xa ra sau, bởi vì hai cỗ kiếm ý kia tạo thành uy thế kinh khủng, khiến cho bọn họ căn bản không dám tới gần. Từ khi Thanh Vân Bảng bắt đầu thi đấu tới nay, trận này là đặc sắc nhất đó. Trên tường thành Hoàng Cung, Thanh Vân nhìn hai người trên đài tỷ võ, cười nói. Hai vị thiên tài kiếm đạo lĩnh ngộ kiếm ý giao thủ, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt đó. Tựa như là cố ý, âm thanh của Thanh Vân lần này hơi lớn, khiến cho người của các thế lực khác ở trên tường thành cũng nghe thấy. Còn không phải sao? Bách Hoa Cung Thải Phượng liếc mắt nhìn Ngọc Hành, sau đó cũng cười nói. Hai người Dương Diệp và Lâm Tu Nhiên này tuổi còn trẻ mà đã lĩnh ngộ hai tầng kiếm ý, nếu như cho bọn họ thời gian quật khởi, tương lai nhất định sẽ là cường giả siêu cấp một phương đó nha. Chỉ đáng tiếc, trong mắt hai người này đều không hề che giấu sát khí chút nào, xem ra, trong hai người nhất định phải có một người chết ở trên đài tỷ võ rồi. Những người ở đây đều không phải kẻ ngu xuẩn gì, nếu như bọn họ còn không biết Lâm Tu Nhiên và Kiếm Tông có vấn đề, vậy bọn họ đúng là sống uổng phí rồi. Cũng chính là bởi vì biết Lâm Tu Nhiên là người của Kiếm Tông, bọn họ mới cười trên sự đau khổ của người khác. Vốn là hai thiên tài kiếm đạo, nếu như hai người quật khởi, tương lai Kiếm Tông kia sẽ có thêm hai cường giả siêu cấp chấn giữ, nhưng mà hiện tại, hai thiên tài kiếm đạo này lại biến thành kẻ thù, đồng môn tương tàn, không thể không nói, cao tầng của Kiếm Tông này thực sự là quá thất bại rồi. Sắc mặt Ngọc Hành lúc này cũng cực kỳ khó coi, nhưng càng nhiều hơn chính là vẻ bất đắc dĩ, bởi vì hai người trên đài tỷ võ đều không phải người hắn có thể quản. Dương Diệp đã không phải là đệ tử của Kiếm Tông mà phía sau Lâm Tu Nhiên kia lại có Túy đạo nhân, mặc dù hắn là cường giả tôn giả cảnh nhưng lại có thể như thế nào. Bởi vì hai người đều có thể không cần để ý đến hắn. Trên đài tỷ võ, sắc mặt Lâm Tu Nhiên cũng có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện, kiếm ý của hắn lại có chút không bằng kiếm ý ác liệt của Dương Diệp. Người ngoài nhìn thấy rằng hai người bọn họ không phân cao thấp, thế nhưng chỉ có hắn biết, kiếm ý của hắn đã có chút không chống đỡ được kiếm ý của Dương Diệp. Sự phát hiện này khiến cho Lâm Tu Nhiên có chút thẹn quá thành giận. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn cảm thấy cho dù Dương Diệp lĩnh ngộ kiếm ý, vậy khẳng định cũng không tinh khiết bằng kiếm ý của hắn, thế nhưng hiện tại. Đối với Dương Diệp, lúc này trên mặt Dương Diệp vẫn vô cùng nhẹ nhàng. Đùa à, chỉ có hai tầng kiếm ý, đối với hắn mà nói, thực sự là như trò trẻ con. Nếu như không phải vì giữ lại một ít thực lực và lá bài tẩy, sử dụng tới ba tầng kiếm ý, hắn có thể lập tức đánh vỡ kiếm ý của Lâm Tu Nhiên. Chỉ là thực sự không cần thiết, hai tầng kiếm ý cũng đã đủ để giải quyết Lâm Tu Nhiên trước mắt này. Bởi vì hắn cũng phát hiện kiếm ý của Lâm Tu Nhiên này không thuần rồi. Ngay tại lúc này, Lâm Tu Nhiên đột nhiên bước về phía trước một bước, ngón cái giật một cái, cổ kiếm màu đen thoáng hiện ở trước mặt của hắn, mũi kiếm nhắm thẳng vào Dương Diệp, nói. Dương Diệp, nếu người tiếp một chiêu của ta mà không chết thì Lâm Tu Nhiên ta sẽ nhận thua. Giọng điệu khí phách ngập trời. Nghe được lời nói của Lâm Tu Nhiên, tất cả mọi người trong sân thi đấu đều xôn xao. Đều là hai tầng kiếm ý, vì sao Lâm Tu Nhiên này đột nhiên lại trở nên tự tin như vậy? Lẽ nào sau đó hắn sẽ triển khai thiên cấp huyền kỳ gì chăng? Sắc mặt Dương Diệp hơi nghiêm túc lên, hắn sẽ không xem thường bất cứ đối thủ nào, huống chi Lâm Tu Nhiên trước mắt này lại là đồ đệ của Túy đạo nhân, lấy thực lực cùng gốc gác của Túy đạo nhân, huyền kỹ tu luyện của đồ đệ hắn còn có thể kém chỗ nào chứ? Thiên cấp huyền kỹ có lẽ không thể. Thế nhưng địa cấp trung phẩm cùng địa cấp thượng phẩm thì lại vô cùng có khả năng. Hít một hơi thật sâu, Dương Diệp lại đi về phía trước một bước, huyền khí trong cơ thể bắt đầu quay cuồng trong nháy mắt, sau đó nói. Đến đi, để ta xem một chút đến tột cùng là huyền kỳ gì, làm cho ngươi có tự tin như thế. Ha ha! Lâm Tu Nhiên cất tiếng cười to, nở nụ cười trong chốc lát, hai tay Lâm Tu Nhiên đột nhiên chuyển. Động, đôi tay kết một thủ ân kỳ dị ở trước ngực. Theo động tác này, trên chuôi kiếm của cô kiếm màu đen, có từng luồng ảnh kiếm màu trắng không ngừng bắn thẳng ra từ chỗ mũi kiếm, chỉ là khi các luồng ánh kiếm này bắn nhanh đến chỗ mũi kiếm, từng luồng kiếm khí lại ngừng lại một cách quỷ dị, sau đó ngưng kết thành một chùm sáng màu trắng to bằng nắm tay. Đem kiếm khí ngưng tụ cùng mũi kiếm, thiên đạo kiếm khí hóa làm một. Nhìn theo động tác của Lâm Tu Nhiên trên đài tỷ võ, trên tường thành Hoàng Cung Thanh Vân trầm giọng nói. Đây là kiếm kỹ thành danh của Túy đạo nhân, vô cực kim mãng nhất kiếm, Lâm Tu Nhiên này lại là đệ tử của Túy đạo nhân, thật là khiến người ta bất ngờ mà. Kiếm kỹ này uy lực không tầm thường,
chỉ là không biết Lâm Tu Nhiên kia có thể phát huy ra mấy phần uy lực. Nguyên Đồng đứng bên cạnh Thanh Vân hờ hững nói. Đương nhiên không tầm thường, vô cực kim mang nhất kiếm này mặc dù là huyền kỹ địa cấp trung phẩm, thế nhưng uy lực kia không hề yếu hơn địa cấp hạ phẩm đâu, huống chi Lâm Tu Nhiên này còn lĩnh ngộ kiếm ý, tuy rằng không thể phát huy được 10 phần huyền kỹ này, thế nhưng 7, 8 phần hẳn là vẫn có thể, nếu không phải thế thì lúc trước hắn cũng sẽ không nói mạnh miệng như vậy. Thanh Vân nhàn nhạt nói. Nguyên Đồng cười cợt, sau đó nói. Hiện tại ta quả thật muốn nhìn một chút Dương Diệp này sẽ ứng đối ra sao. Trong một khắc nhìn thấy Lâm Tu Nhiên triển khai huyền kỹ, lần thứ hai chân mày Tô Thanh Thi kìm lòng không được mà nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ lo âu rõ ràng. Nàng không nghĩ tới, Túy Sư Bá lại đem kiếm kỹ thành danh của hắn truyền lại cho Lâm Tu Nhiên, vô cực kim mang nhất kiếm này, trong địa cấp huyền kỹ ở kiếm tông, lấy uy lực của nó mà so sánh thì nó xếp số 1. Dương Diệp nên ngăn cản như thế nào? Trên đài tỷ võ, trong thời gian không tới 2 khắc, chùm sáng màu trắng ở chỗ mũi kiếm của cổ kiếm màu đen của Lâm Tu Nhiên vốn chỉ to bằng nắm tay giờ đã lớn cỡ đầu một người trưởng thành, bên trong chùm sáng màu trắng kia ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ, bởi vì chu vi xung quanh chùm sáng màu trắng, không gian không ngừng rung động. Nhìn chùm sáng nơi mũi kiếm của cổ kiếm của Lâm Tu Nhiên, sắc mặt Dương Diệp nghiêm túc hẳn lên, bởi vì năng lượng khủng bố ẩn chứa bên trong chùm sáng kia, cho dù cách xa chừng 10 tơ lượng, hắn cũng có thể cảm nhận được. Có thể nói Lâm Tu Nhiên triển khai huyền kỹ này, là thứ kinh khủng nhất mà hắn gặp cho tới hiện tại, tuy rằng hắn còn chưa biết được uy lực thực sự của huyền kỹ này, thế nhưng trực giác đã nói cho hắn biết như vậy. Khẽ thở ra một hơi, cổ tay Dương Diệp hơi động, tử linh kiếm cắm ở một bên trên đất. Nhìn thấy tình cảnh này, vô số người trong sân sững sờ, Dương Diệp đang muốn làm gì vậy? Là muốn nhận thua sao? Sau khi đem tử linh kiếm cắm trên mặt đất, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt thành quyền, kim sắc huyền khí trong cơ thể tuôn vào song quyền trên như thủy triều, ầm, một tiếng vang nhỏ, hai ống tay áo của Dương Diệp trong nháy mắt nổ tung, lộ ra hai tay màu đồng cổ, không ngừng tràn vào theo huyền khí, hai tay Dương Diệp bắt đầu từ từ hiện ra từng cọng gân xanh nhìn như con rắn nhỏ. Không tới một chốc, trên hai cánh tay Dương Diệp, gân xanh cũng đã nằm dày đặc, nhìn qua, thật là khủng bố. Trong một khắc, hai tay kết thủ ấn kỳ dị của Lâm Tu Nhiên đột nhiên đẩy về phía trước. Đi! Dứt lời, cổ kiếm màu đen cùng chùm sáng màu trắng to bằng đầu người kia, lấy tốc độ ánh sáng mà bắn tới chỗ Dương Diệp, nơi cổ kiếm màu đen và chùm sáng màu trắng đi qua, không gian không ngừng bị chấn động, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá nát vậy, uy thế như vậy, cực kỳ kinh khủng, khiến trong lòng mọi người ở bên dưới đều cực kỳ rung động. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt Dương Diệp hơi híp lại. Song quyền hơi co về sau, trong chớp mắt, bỗng nhiên đánh ra. Phá Long quyền. Theo âm thanh của Dương Diệp, đột nhiên vang tên một tiếng nổ to như sấm, mọi người kinh hãi, nhìn về vị trí Dương Diệp, chỉ thấy trước mặt Dương Diệp đột nhiên xuất hiện hai nắm đấm năng lượng màu vàng óng. Hai nắm đấm năng lượng màu vàng óng này giống như hai viên đạn pháo vậy, một trước một sau, mang theo từng tiếng vang lớn, bắn nhanh về phía chùm sáng màu trắng cùng cố kiếm màu đen kia. Hai nắm đấm năng lượng màu vàng xuất hiện, khiến cho không khí xung quanh chỗ nắm đấm màu vàng đi qua bị rút khô trong nháy mắt, không gian cũng bắt đầu trở nên mơ hồ kỳ quái. Nhìn thấy Dương Diệp triển khai huyền kỹ này, lúc này vẻ mặt của mấy đại lão trên tường thành biến sắc, thậm chí sắc mặt hờ hững của Lý Tư và Bạch Khởi Nhất cũng thay đổi. Phá Long quyền, đây chính là huyền kỹ thành danh của trụ vương năm đó đấy. Đương nhiên, nguyên nhân khiến cho sắc mặt bọn họ thay đổi không phải là bởi vì cái này mà là vì sao Dương Diệp lại biết phá long quyền này của trụ vương. Trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, hai nắm đấm năng lượng màu vàng óng và chùm sáng màu trắng kia đụng vào nhau, yên lặng trong nháy mắt, sau đó. Ầm! Một tiếng nổ vang rung trời đột nhiên vang tên ầm ầm ở giữa sân thi đấu, ngay sau đó, hai nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ va chạm với nhau trên không trung. Điên cuồng thả ra nguồn năng lượng kinh khủng bí ẩn của hai người. Nhất thời, một trận sóng khí đáng sợ đột nhiên xuất hiện ở bên trên quảng trường, gào thét mà dâng cao, trên toàn bộ đài tỷ võ, ngay cả không khí hư ảo cũng bị năng lượng này va chạm mạnh mẽ làm cho mù mịt và kỳ quái. Mà vào lúc này, Dương Diệp và Lâm Tu Nhiên đều bị cỗ sóng khí đáng sợ này ảm chấn động, nhất thời bay ngược về phía sau mà ngay khi hai người bay ra ngoài, chỉ nghe âm một tiếng, lần thứ hai đài luận võ âm âm sụp đổ. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều kinh hãi, đây là huyền giả tiên thiên cảnh gây ra sao?
Cái này ngay cả cường giả vương giả cảnh cũng không phải có thể tạo ra uy lực khủng bố như vậy đó. Bên trong phế tích, hai người Dương Diệp và Lâm Tu Nhiên đang nằm trên đất hơi nhúc nhích, lúc mọi người ở đây còn đang nghi ngờ cuộc tỉ thí này ai thắng ai thua thì Dương Diệp đang nằm trên đất đột nhiên chậm rãi đứng lên. Nhìn vết thương trước ngực đã nứt ra từng vết nứt nhỏ, Dương Diệp nhẹ nhàng hít một hơi, âm thầm vui mừng, cũng may cơ thể của hắn khỏe mạnh, nếu không thì ở trước mặt uy lực của hai huyền kỹ địa cấp này, e là hắn đã trọng thương từ lâu. Hơi hơi hoạt động một chút, Dương Diệp nhìn về phía Lâm Tu Nhiên nằm trên đất không nhúc nhích ở xa xa, sau đó ánh mắt lạnh như băng. Không do dự, ngoắc tay một cái, Tử Linh kiếm vốn bị khí lãng đánh bay lập tức bay đến tay hắn, sau đó chậm rãi đi về phía Lâm Tu Nhiên. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Ngọc Hành đang đứng trên tường thành thay đổi, thân hình hơi động, xuất hiện ở chỗ phế tích nhưng mà ngay khi hắn mới vừa xuất hiện ở chỗ phế tích thì đồng thời Lý Tư và Bạch Khởi đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Ngọc Hành tôn giả, người hẳn phải biết quy tắc của Thanh Vân bảng chứ? Lý Tự nhìn Ngọc Hành nói. Ngọc Hành liếc mắt nhìn Lâm Tu Nhiên nằm trên đất, sau đó nói. Hắn đã thất bại, tỉ thí lần này, Dương Diệp đã thắng rồi. Hắn không chịu thua. Lý Tư hờ hững nói. Chỉ cần hắn không mở miệng chịu thua, vậy trận tỉ thí sẽ không kết thúc. Đương nhiên, nếu như Dương Diệp đồng ý không giết hắn, vậy thì lại là chuyện khác. Nghe vậy, Ngọc Hành nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương Diệp, hắn và ngươi không có thâm cừu đại hận gì, ngươi không cần phải đẩy hắn vào chỗ chết chứ. Ngươi cần phải biết rằng, hắn chính là đệ tử của Túy Sư Bá, giết hắn, đối với ngươi mà nói không có một lợi ích nào. Không giết hắn, đối với ta cũng không có gì tốt, không phải sao? Khóe miệng Dương Diệp nhếch lên một nụ cười gằn, nói. Còn nữa, Ngọc Hành tiền bối. Ta đã sớm nhắc nhở với các ngươi, nếu như không muốn để cho kiếm tông tổn thất thêm một thiên tài, vậy phải khuyên hắn đừng đến trêu chọc ta, nhưng mà, hắn lại lựa chọn ta đầu tiên, muốn đẩy ta vào chỗ chết, Dương Diệp ta muốn hỏi một câu, tại sao các ngươi không sớm khuyên hắn đi? Hay là, chấp nhận để Lâm Tu Nhiên hắn giết ta mà không cho Dương Diệp ta giết hắn? Nghe vậy, Ngọc Hành nghẹn lời, lúc mới bắt đầu hắn có khuyên Lâm Tu Nhiên không nên đối địch với Dương Diệp, thế nhưng đáng tiếc. Lâm Tu Nhiên này cũng không có nghe hắn, đối với chuyện này, hắn cũng có chút tức giận. Tuy rằng tức giận, thế nhưng Lâm Tu Nhiên này chung quy cũng không thể chết được đâu. Ngay khi Ngọc Hành chuẩn bị nói tiếp, Dương Diệp nhìn về phía Lý Tư, nói. Lý tiền bối, ta có thể tiếp tục tỉ thí sao? Lý Tư nhìn Dương Diệp thật lâu, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Ngọc Hành, nói. Ngọc Hành tôn giả, bổn tướng nói một lần cuối. Mong ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không thì bổn tướng không khách khí nữa. Lửa giận trong mắt Ngọc Hành chợt lóe lên nhưng mà, hắn không thể không lựa chọn rời đi, bởi vì hắn biết, Lý Tư này không phải đang nói đùa với hắn. Một khi Lý Tư và Bạch Khởi động thủ, lấy thực lực của hai người, nhất định có thể làm cho hắn ngã xuống tại chỗ này. Hơn nữa là chết vô ích, kiếm tông không chỉ không vì Ngọc Hành hắn báo thù, còn phải nói lời xin lỗi với đế quốc Đại Tần cùng với ngũ đại thế lực. Nhìn Dương Diệp thật kỹ, thân hình Ngọc Hành hơi động, biến mất ngay tại chỗ. Sau khi Ngọc Hành rời đi, Bạch Khởi vốn luôn trầm tĩnh đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, nói. Tiểu tử, người thật sự muốn giết hắn. Dương Diệp cười một tiếng, sau đó cầm Tử Linh kiếm đi về phía Lâm Tu Nhiên đã hôn mê nằm trên đất, vừa đi vừa nói. Vì sao lại không giết? Nếu ta không giết hắn thì hắn sẽ cảm kích ta sao? Hắn chính là đồ đệ của kiếm tông Túy đạo nhân, ngươi lại là đệ tử của kiếm tông, ngươi giết hắn, không chỉ đắc tội Túy đạo nhân, còn phải mang tiếng tương tàn đồng môn, không có lợi lắm đâu. Bạch Khởi nói, mang tiếng. Dương Diệp tắc đầu, nói, thứ này có ích lợi gì, với dại, bây giờ ta đã mang tiếng như thế, tại thêm nữa thì có làm sao. Dù sao đối với ta mà nói những thứ đó đều không quan trọng. Còn Túy đạo nhân, ta tin tưởng. Một thiên tài còn sống vĩnh viễn quan trọng hơn so với một thiên tài đã chết. Nghe vậy, Bạch Khởi nhìn Dương Diệp, trong mắt lóe ra một tia tán thưởng, sau đó nói. Nếu như người có thể sống sót dưới tay Nguyên Đồng kia, đến huyết sát doanh của ta, ta sẽ bảo vệ để ngươi không chết. Nghe được lời nói của Bạch Khởi, Lý Tư ở một bên khẽ nhíu mày nhưng cũng không hề nói gì. Trường kiếm của Dương Diệp vẽ một nét, Tử Linh kiếm chợt lóe ngay bên cổ Lâm Tu Nhiên. Đầu Lâm Tu Nhiên lập tức bay ra ngoài, sau khi làm xong tất cả những thứ này,
Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Khởi, sau đó nói. Nếu như ta giành được hạng nhất Thanh Vân bảng thì sao? Đế quốc Đại Tần ta sẽ bảo vệ ngươi không chết. Người nói chuyện không phải Bạch Khởi mà là Lý Tư, chỉ thấy Lý Tư nhìn Dương Diệp, nói. Nếu như ngươi có thể giành được hạng nhất Thanh Vân bảng, lại đồng ý gia nhập đế quốc Đại Tần ta bảo đảm người sẽ không chết, đồng thời sẽ dùng toàn lực bồi dưỡng ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người có thể đoạt được vị trí đệ nhất Thanh Vân bảng. Dương Diệp cười một tiếng, không nói chuyện, xoay người rời đi. Cái giá của đế quốc Đại Tần này vẫn còn chưa đủ đâu, chỉ cần hắn đạt được đệ nhất Thanh Vân bảng, vậy thì nói lên rằng Dương Diệp hắn có thể chiến thắng Vũ Thần tương lai, đến lúc đó, hắn tin tưởng, sẽ có rất nhiều người cùng thế lực đứng ra bảo vệ cho hắn. Thậm chí chỉ cần hắn đồng ý, ngay cả cửa lớn của Nguyên Môn cũng sẽ mở rộng vì hắn. Nếu như Dương Diệp hắn chỉ muốn sống, vậy còn không đơn giản sao? Chỉ cần trốn vào bên trong Thập Vạn Đại Sơn một chút, có tiểu tử này tồn tại, ai có thể bắt hắn được chứ? Thế nhưng mục đích của Dương Diệp hắn không phải là muốn mạng sống, mà là muốn cứu mẹ của mình mà muốn cứu mẹ mình, vậy thì nhất định phải đấu với Bách Hoa Cung khổng lồ kia, những thế lực này sẽ vì hắn mà liều chết với Bách Hoa Cung hay sao? Đáp án là không. Nói đến nói đi, vẫn là câu kia, trên cõi đời này, chuyện gì cũng đều phải là dựa vào chính mình. Nhìn bóng lưng Dương Diệp, Bạch Khởi trầm giọng nói. Tiểu tử này không tệ, chỉ là hắn không thể từ bỏ việc cứu mẹ mình, thật là hơi đáng tiếc rồi. Quả là hơi đáng tiếc. Lý Tư nhẹ giọng nói một câu. Dương Diệp này thật là độc ác mà, rõ ràng đã thắng rồi, lại còn muốn giết chết đối phương, tâm tính như vậy, quả thật là cực kỳ tàn nhẫn. Đúng vậy, Lâm Tu Nhiên kia đã hôn mê nhưng hắn vẫn không buông tha, so với sự nhân nghĩa của Nguyên Đồng. Dương Diệp hắn quả thật là độc ác hơn so với người của Quỷ Tông nữa, không, ngay cả người của Quỷ Tông cũng không độc ác bằng hắn đâu. Hừ, hãy chờ xem, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị Nguyên Đồng thu thập. Thải Phượng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, có điều cũng không phản bác, bởi vì Lãnh Tâm Nhiên này quả thực rất yêu nghiệt. Trên đài tỷ võ, Nguyên Đồng vẫn đứng ngạo nghễ như trước, mặc cho Lãnh Tâm Nhiên thể hiện. Bộ dáng hờ hững như vậy, vô số huyền giả bên dưới sùng bái không ngớt. Trong một khắc, hai tay Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên vỗ một cái vào hư không. Sau một canh giờ, một tòa đài tỷ võ mới lại xuất hiện ở trên quảng trường, tỷ thí lần nữa bắt đầu. Bởi Lâm Tu Nhiên lựa chọn Dương Diệp, vì thế nên hiện tại đương nhiên là Nguyên Đồng đối chiến với Lãnh Tâm Nhiên. Trên đài luận võ, tay phải Nguyên Đồng buông lỏng phía sau, nhìn Lãnh Tâm Nhiên ở đối diện, nói. Huyền giả Thanh Vân bảng lần này, người có thể khiến cho ta để mắt không nhiều. Ngươi cũng là một trong số đó, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Sẽ không. Lãnh Tâm Nhiên tích chữ như vàng. Nguyên Đồng khẽ gật đầu, sau đó nói. Ra tay đi. Hai tay Lãnh Tâm Nhiên khẽ nâng lên, huyền khí trong cơ thể trào dâng trong nháy mắt, thoáng chốc, cảm giác lạnh cả người đột nhiên xuất hiện ở trên quảng trường. Một vài huyền giả đứng hơi gần đài luận võ, đột nhiên cảm nhận được cảm giác lạnh run người kéo tới, không kìm lòng được dùng mình một cái. Vội vã lùi về sau mấy tơ lượng. Giờ khắc này, theo hai tay Lãnh Tâm Nhiên không ngừng đung đưa, năng lượng quanh thân, giống như nước đang sôi trào, chuyển động, từng làn sóng gợn màu trắng tinh không ngừng khuếch tán từ trong cơ thể, chu vi xung quanh Lãnh Tâm Nhiên xuất hiện từng chấm trắng như không khí bị kết băng. Hay cho một băng tuyết cung Lãnh Tâm Nhiên, đã tu luyện thiên lý băng phong của băng tuyết cung tới cảnh giới này, không hổ là kẻ yêu nghiệt nhất trong lớp trẻ của băng tuyết cung. Đợi thêm một thời gian, nhất định sẽ có thể trở thành nhân vật mạnh mẽ như băng nữ rồi. Trên tường thành, Thanh Vân nhìn Lãnh Tâm Nhiên trên đài tỷ võ, lên tiếng khen. Thải Phượng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, có điều cũng không phản bác, bởi vì Lãnh Tâm Nhiên này quả thực rất yêu nghiệt. Trên đài tỷ võ, Nguyên Đồng vẫn đứng ngạo nghễ như trước, mặc cho Lãnh Tâm Nhiên thể hiện. Bộ dáng hờ hững như vậy, vô số huyền giả bên dưới sùng bái không ngớt. Trong một khắc, hai tay Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên vỗ một cái vào hư không. Thiên lý băng phong. Theo một tiếng thét của Lãnh Tâm Nhiên, nơi hai tay Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên có một luồng năng lượng màu trắng khuếch tán ra, nguồn năng lượng màu trắng này mới vừa xuất hiện, chỗ Lãnh Tâm Nhiên đứng lập tức ngưng kết thành băng, đồng thời lấy một tốc độ cực nhanh tan tràn ra khắp bốn phía, không tới một lúc, chu vi 10 dặm xung quanh Lãnh Tâm Nhiên đã ngưng kết thành băng. Đương nhiên, kinh khủng hơn chính là ở trên đài tỷ võ. Lại bắt đầu có hoa tuyết rơi xuống.
Khi băng tuyết kia lan đến cách trước người Nguyên Đồng nửa trượng thì, bàn tay vốn đang thả lỏng phía sau Nguyên Đồng chậm rãi nắm chặt, sau đó chân phải nhẹ nhàng đạp xuống, cả người lập tức nhảy lên nhẹ nhàng nhưng mà, băng cứng đang lan tràn kia dường như có mắt vậy, lại đuổi tới chỗ Nguyên Đồng trên không trung, hơn nữa tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới hai chân Nguyên Đồng, ngay sau đó, hai chân Nguyên Đồng trong nháy mắt ngưng kết thành băng, không tới nửa giây, cả người Nguyên Đồng tiền bị đóng băng hoàn toàn. Nhìn thấy cảnh tượng này, vô số người trong sân nhất thời ngây ra như phỗng, Nguyên Đồng cứ như vậy mà thất bại. Trong đầu mọi người ở đây mới vừa hiện lên ý nghĩ này thì đột nhiên, trên đài tỷ võ vang lên một tiếng răng rắc, ngay sau đó, mọi người chỉ thấy tảng băng vốn đang đóng băng Nguyên Đồng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt nhỏ, sau qua một lát, chỉ nghe một tiếng ầm nhỏ vang lên, băng cứng vốn đang bao phủ trên người Nguyên Đồng nhất thời vỡ tung ra. Trên không trung, Nguyên Đồng giơ lên một cước, sau đó cả người giống như thiên cân trụy vậy, đột nhiên rơi xuống dưới, sau đó chân phải chợt đạp một cái trên mặt đất đã bị kết thành băng của đài tỷ võ. Am! Toàn bộ đài luận võ nhất thời run lên kịch liệt, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, băng cứng vốn đang bao trùm toàn bộ đài luận võ, âm âm nổ tung ra, hóa thành vô số vụn băng. Một cước phá tan huyền kỹ của Lãnh Tâm Nhiên, Nguyên Đồng cúi đầu nhìn xong quyền hơi sưng đỏ một chút, sau đó nói. Địa cấp huyền kỹ không tệ, nếu như mạnh hơn một chút, chỉ sợ ta cũng không thể phá tan dễ dàng như vậy. Sử dụng con át chủ bài mạnh nhất của ngươi đi, nếu không khi ta ra tay, người sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Người hắn phải biết, không phải ta đang nói khoác. Nhìn mặt đất đầy vụn băng, Lãnh Tâm Nhiên hít sâu một hơi, sau đó không hề do dự, tay ngọc nhẹ nhàng dò tìm phía trước, nhất thời, hoa tuyết bồng bềnh trên đài luận võ đột nhiên ngừng rơi xuống, đọng lại ở trên không trung. Tay ngọc của Lãnh Tâm Nhiên nhẹ nhàng xoay tròn, ngay sau đó, những hoa tuyết đọng lại đột nhiên nhanh chóng xoay tròn. Ngay lập tức, trên bầu trời toàn bộ đài luận võ vang lên từng tiếng xé gió sắc bén khiến người ta tê cả da đầu. Là huyền kỹ địa cấp thượng phẩm của băng tuyết cung, tuyết hoa sát. Có người nói điều kiện tu luyện tuyết hoa sát này cực kỳ hà khắc, có người nói người tu luyện không chỉ cần có thủy huyền khí trong ngũ hành huyền khí, lại còn yêu cầu thể chất của người tu luyện là hàn băng ngọc thể. Chính là bởi vì hai điều kiện hà khắc này, cho tới băng tuyết sát ở các đời băng tuyết cung tới nay, ngoại trừ vị siêu cường giả sáng tạo ra huyền kỹ này, không có bất kỳ người nào tu luyện thành công, không nghĩ tới, Lãnh Tâm Nhiên này lại tu luyện thành công. Bên cạnh Dương Diệp, Mộ Dung Yêu trầm giọng nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Bên trong những hoa tuyết kia ẩn chứa năng lượng rất kinh khủng, huyền giả bình thường, e là ngay cả một đóa cũng không chống đỡ được. Văn Nhân Nguyệt và Lãnh Tâm Nhiên nổi tiếng như nhau, có lẽ Văn Nhân Nguyệt chắc chắn cũng có huyền kỹ kinh người gì đó, nếu như nàng không chịu thua, chỉ e là ta cũng phải chiến đấu ác liệt một lần rồi. Vẫn chưa hỏi ngươi, tại sao Văn Nhân Nguyệt muốn chịu thua vậy? Mộ Dung Yêu nghiêng đầu nhìn Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp cười khổ, nói. Thành thật mà nói, ta cũng rất nghi ngờ. Mộ Dung Yêu nhìn Dương Diệp một chút, sau đó không hỏi nữa. Quay đầu nhìn về phía đài luận võ. Trên đài tỷ võ, trong mắt Nguyên Đồng lần đầu xuất hiện một vẻ nghiêm nghị, huyền kỹ địa cấp thượng phẩm, cho dù là hắn cũng không thể coi thường được. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Lãnh Tâm Nhiên đã tu luyện huyền kỹ này tới trình độ nhất định. Lần này, Nguyên Đồng không dám bất cẩn, huyền khí trong cơ thể dâng tới lòng bàn tay phải. Ngay lúc này, tay ngọc của Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên đẩy nhẹ một cái về hướng của Nguyên Đồng, quát khẽ. Đi! Dứt lời, vô số mảnh hoa tuyết, đột nhiên chi chít bắn nhanh về phía Nguyên Đồng, mỗi một mảnh hoa tuyết đều mang theo một tiếng xé gió chói tai, sau đó vô số tiếng. Vô số âm thanh sắc bén chói tai không ngừng vang lên ở giữa sân, khiến cho lỗ tai vô số huyền giả dưới đài khó chịu cực kỳ, thậm chí có huyền giả đứng gần đài luận võ, hai lỗ tai đã chảy ra máu tươi. Mọi người kinh hãi, vội vã lùi nhanh về phía sau. Trên đài tỷ võ, hai mắt Nguyên Đồng híp lại. Khi vô số hoa tuyết cách trước người hắn chừng một trượng, tay phải Nguyên Đồng lật vào phía trong một cái, sau một khắc, đột nhiên trưởng mạnh ra ngoài. Phách Thiên Trưởng. Dứt lời, một thủ ấn năng lượng khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trước người Nguyên Đồng, thủ ấn năng lượng kinh khủng dưới sự thôi thúc của Nguyên Đồng, đánh tới số hoa tuyết chi chít kia. Nơi mà thủ ấn năng lượng khổng lồ đi qua, không gian rung động một trận, khí thế như vậy, giống như ngay cả trời cũng muốn đánh nát. Nhìn thấy Nguyên Đồng thi triển huyền kỹ này, sắc mặt Mộ Dung Yêu trong nháy mắt nghiêm nghị lên, lúc trước ở trong Thập Vạn Đại Sơn,
Nguyên Đồng chỉ dùng một chiêu này đã giết chết mấy chục huyền thú vương cấp trong nháy mắt đó. Tuyết hoa sát của Lãnh Tâm Nhiên, có thể chống lại được sao? Không chỉ có sắc mặt Mộ Dung Yêu nghiêm túc, ngay cả sắc mặt Dương Diệp lúc này cũng cực kỳ nghiêm nghị, hắn nghiêm nghị, ngoại trừ bởi vì uy lực kinh khủng của địa cấp huyền kỹ này, cũng bởi vì tốc độ triển khai của Nguyên Đồng. Huyền giả bình thường thi triển địa cấp huyền kỹ cũng cần phải xúc thế, giống như Lãnh Tâm Nhiên trước khi khai triển tuyết hoa sát kia, cũng phải trải qua xúc thế. Nhưng mà Nguyên Đồng này chỉ tiện tay vung lên, địa cấp huyền kỹ kia đã được thi triển ra. Tuông ánh mắt kinh hãi của mọi người, thủ ấn năng lượng khổng lồ cùng hoa tuyết chi chít kia đụng vào nhau kịch liệt, trong thoáng chốc, trên toàn bộ quảng trường vang tiếng sấm nổ rung trời. Ngay sau đó, một luồng sóng khí khủng bố như bốc xoáy đột nhiên xuất hiện ở trên đài tỷ võ. Khi lốc xoáy sóng khí xuất hiện, toàn bộ đài luận võ bị vặn nát tan trong nháy mắt, không phải sụp xuống, mà là nát tan. Nhưng mà còn chưa kết thúc, lốc xoáy sóng khí kia sau khi phá hủy đài luận võ, lại tiếp tục cuốn tới những huyền giả ở phía dưới đài luận võ, mọi người kinh hãi. May là vào lúc này, Lý Tư đột nhiên xuất hiện ở bên trên mọi người. Nhìn lốc xoáy ẩn chứa sức mạnh đáng sợ và cuồng bạo kia, tay phải Lý Tư dò tìm ở phía trước, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, ngay lập tức, chỉ thấy lốc xoáy to lớn kia đột nhiên nổ tung một cách quỷ dị. Lý Tư liếc mắt nhìn Nguyên Đồng phía dưới một cái, sau đó thân hình hơi động, biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, tất cả khôi phục lại yên lặng, trong sân, hai người Lãnh Tâm Nhiên và Nguyên Đồng đều bình yên vô sự, ở quanh thân Lãnh Tâm Nhiên ngưng tụ một tấm khiên bằng băng dày đặc. Lúc trước nhờ vào tấm khiên bằng băng này mới khiến nàng có thể lông tóc vô thương bên trong sóng khí kia. Còn Nguyên Đồng vẫn bình yên vô sự khiến cho mọi người hơi nghi hoặc một chút, bởi vì Nguyên Đồng hình như không có lấy ra huyền bảo, hoặc là triển khai huyền kỹ phòng ngự nào cả. Còn muốn tiếp tục không? Nguyên Đồng nói trước. Lãnh Tâm Nhiên nhìn Nguyên Đồng thật sâu, sau đó nói. Ta thua rồi. Nói xong, Lãnh Tâm Nhiên bước xuống phía dưới. Khi đi đến bên cạnh Dương Diệp, Lãnh Tâm Nhiên dừng bước, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Hắn rất mạnh, dựa vào việc đã từng hợp tác với nhau, khuyên người một câu, không nên cố gắng vô ích. Dương Diệp cười hờ hững, sau đó cổ tay hơi động, hai viên băng linh quả bay về phía Lãnh Tâm Nhiên, rồi mới nói. Đa tạ lời khuyên của ngươi, có điều ta vẫn muốn thử một chút. Ta nghĩ, chắc ngươi cũng muốn xem thử cực hạn của vị vũ thần tương lai này ở đâu chứ. Nhận lấy băng linh quả, Lãnh Tâm Nhiên cũng nhìn thật kỹ Dương Diệp một chút, sau đó mới rời đi. Rất nhanh, giữa quảng trường Hoàng Cung lại xuất hiện một tòa đài luận võ mới. Lý Tư xuất hiện trên đài tỷ võ mới, ánh mắt nhìn lướt qua hai người Dương Diệp và Nguyên Đồng bên dưới, sau đó nói. Các ngươi có thể lựa chọn nghỉ ngơi một ngày hoặc cũng có thể lựa chọn lập tức bắt đầu tỷ thí. Nguyên Đồng cười hờ hững một tiếng, nói. Không cần nghỉ ngơi. Nói xong, nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn Nguyên Đồng một chút, sau đó nói. Ta cũng vậy. Sớm muộn gì cũng phải đánh một trận, đã như vậy, thì cứ đánh sớm đi. Lý Tư nhìn Dương Diệp một chút, sau đó nói. Đã như vậy thì tỷ thí lần nữa bắt đầu, kiếm tông Dương Diệp đấu với Nguyên Môn Nguyên Đồng. Dứt lời, thân hình Lý Tư hơi động, biến mất trên đài luận võ. Khi Nguyên Đồng xuất hiện trên đài tỷ võ, trong sân nhất thời xôi trào tên. Nguyên Đồng, Vũ Thần, một chiêu. Tiếng reo hò của vô số người hội tụ cùng nhau, thanh thế như vậy, cực kỳ dọa người. Vào lúc này, người ở toàn bộ Nam Vực đều cho rằng Dương Diệp chắc chắn sẽ thua, không, hẳn là phải chết. Bởi vì cho tới bây giờ, vẫn chưa có một người hay một vị huyền giả nào có thể khiến cho Nguyên Đồng bày ra toàn bộ thực lực của hắn, cho dù là Lãnh Tâm Nhiên của Băng Tuyết Cung. Ở trước mặt hắn cũng không thể không chịu thua. Còn Dương Diệp, cho dù hắn lĩnh ngộ kiếm ý thì làm sao chứ? Kiếm ý đối với người khác có lẽ có chút lực chấn nhiếp, thế nhưng đối với Nguyên Đồng, còn chưa đủ nhìn đâu. Dương Diệp có cơ hội chiến thắng sao? Theo mọi người cảm thấy, đương nhiên là không có. Tuy rằng cho tới bây giờ Dương Diệp cũng chưa nếm thất bại một lần nào, thế nhưng khi Dương Diệp đối mặt với Lý Tiên Quân, còn có Tần Du Nhiên, cùng với Lâm Tu Nhiên kia. Hắn thắng cực kỳ khó khăn. Mà Nguyên Đồng từ khi mở màn đến hiện tại, cho dù là đối mặt Lãnh Tâm Nhiên mạnh mẽ, cũng có thể nói là thắng dễ dàng. Hai người ai mạnh ai yếu, đây không phải là vừa thấy đã nhận ra ngay à. Trên tường thành, vào khoảnh khắc Dương Diệp lên trên luận võ đài, hai tay Tô Thanh Thi không kìm được mà nắm chặt lại,
Nàng biết Dương Diệp rất mạnh, khẳng định còn có con át chủ bài nào đó, thế nhưng muốn nói hắn có thể chiến thắng Nguyên Đồng, cho dù là nàng, cũng có vẻ không tin. Không phải do Dương Diệp yếu mà là Nguyên Đồng này thật sự quá mạnh mẽ. Đã có lúc, nàng muốn bảo Dương Diệp trực tiếp chịu thua, bởi vì nàng biết, Nguyên Đồng này rất có khả năng hạ sát thủ với Dương Diệp. Tại sao ư? Lý do có rất nhiều, một trong số đó chính là vô số huyền giả dự thi trong sân hy vọng Dương Diệp chết. Nếu giết Dương Diệp, danh tiếng của Nguyên Đồng sẽ lại tăng lên một tầng cao mới trong nháy mắt. Chẳng qua là bảo Dương Diệp chịu thua, có khả năng sao? Đáp án là không thể. Ở bên kia, trên mặt Thải Phượng Bách Hoa Cung lúc này thật sự có thể nói là hớn hở tươi vui, Dương Diệp đối chiến với Nguyên Đồng, nếu như từ lúc bắt đầu Dương Diệp không trực tiếp chịu thua, vậy thì tuyệt đối cũng không có bất cứ cơ hội nào để mở miệng chịu thua. Mà theo sự điều tra cùng hiểu biết của nàng đối với Dương Diệp, Dương Diệp tuyệt đối không thể mở miệng nhận thua, nói cách khác, Dương Diệp chắc chắn phải chết rồi. Nàng và Dương Diệp vốn không có ân oán tình thù gì, lỗi của Dương Diệp chính là vì hắn là con trai của Phượng Ngọc, mà Phượng Ngọc và nàng lại. Các ngươi đoán xem Dương Diệp này có thể chống đỡ mấy chiêu dưới tay Nguyên Đồng. Ta đoán khoảng chừng 10 chiêu vẫn có thể, dù sao hắn cũng đã giết chết Tần Du Nhiên và Lý Tiên Quân. Dưới đài luận võ, có huyền giả bàn tán. 10 chiêu. Ngươi đề cao hắn quá, ta đánh cược nhiều nhất là 5 chiêu hắn sẽ thua, không, 5 chiêu hắn sẽ mất mạng. Kiếm ý ở trước mặt Nguyên Đồng chả là cái đinh gì cả. Ta cảm thấy nếu Dương Diệp dám tham gia Thanh Vân Bảng, đồng thời dám đối chiến với Nguyên Đồng, ta nghĩ chắc là hắn vẫn có con át chủ bài nào đó, nếu không thì hắn không thể đi chịu chết, các ngươi nghĩ sao? Có thể lát nữa hắn sẽ trực tiếp chịu thua thì sao? Chấm. Trên đài tỷ võ. Tay phải Nguyên Đồng buông lỏng phía sau, nhìn Dương Diệp, hờ hững nói. Quả thực, ta thật sự không nghĩ tới ngươi có thể đi đến bước này, giao chiến một ván cuối cùng với ta. Không thể không nói, biểu hiện của Lý Tiên Quân, còn có Tần Du Nhiên cùng với Văn Nhân Nguyệt khiến ta cảm thấy cực kỳ thất vọng. Vốn trong tưởng tượng của ta, đứng ở chỗ này, hẳn là một trong số bọn họ. Dương Diệp cười cợt, nói. Tưởng tượng của ta và người vừa khéo ngược lại. Khi ta quyết định tham gia Thanh Vân Bảng, ta cũng đã nghĩ đến sẽ có một trận chiến như vậy với người. Thành thật mà nói, cho tới nay, ta cũng muốn chiến đấu một trận sảng khoái với người, hiện tại, ta có thể toại nguyện rồi. Ồ, lông mày của Nguyên Đồng nhíu lại, nói. Người có vẻ rất tin tưởng về chính mình, ta biết chắc chắn người còn có con át chủ bài nào đó, nếu không thì người cũng không dám đứng ở nơi đây. Ta chỉ muốn nói. Hy vọng con át chủ bài cùng với thực lực của ngươi không quá yếu, dù sao đây cũng là trận tỉ thí cuối cùng của Thanh Vân Bảng lần này, ta cũng hy vọng đánh một trận thật sảng khoái. Vậy chúng ta bắt đầu. Dương Diệp nói, nguyên dạ là do người giết chết đúng không? Đột nhiên Nguyên Đồng hỏi. Dương Diệp không giấu giếm, cũng không cần phải giấu giếm, lập tức gật đầu. Vậy ngươi chắc chắn phải chết. Nguyên Đồng hờ hững nói. Đương nhiên. Cho dù ngươi không giết nguyên dạ, ngươi cũng phải chết. Bởi vì nguyên môn ta không hy vọng kiếm tông quật khởi. Nhưng mà ta không muốn chết thì phải làm sao đây? Hiếm khi Dương Diệp nói nhảm một lần. Vậy ngươi hãy động thủ đi, nếu không thì rất có thể ngươi không còn cơ hội đâu. Nguyên Đồng hờ hững nói. Dương Diệp gật đầu, sau đó đi tới phía trước một bước, một tầng kiếm ý dâng trào ra. Nguyên Đồng cười gằn một tiếng, mặc cho kiếm ý kia tập kích tới. Một tầng kiếm ý cùng hai tầng kiếm ý căn bản không tạo được ảnh hưởng gì đối với hắn. Ngay lúc này, một lần nữa Dương Diệp đi về phía trước một bước, lần này, một tầng kiếm ý đã biến thành hai tầng kiếm ý. Nhưng mà trên mặt Nguyên Đồng vẫn mang theo nụ cười lạnh và xem thường như trước. Trong mắt của mọi người, lần thứ ba Dương Diệp đi về phía trước một bước. Ngay khi chân Dương Diệp vừa bước lên, nơi Dương Diệp đặt chân dạn nứt ra trong nháy mắt. Từng vết nứt giống như mạng nhện, nhanh chóng tan ra bốn phía. Ba tầng kiếm ý. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người trên quảng trường Hoàng Cung ngây dại. Bao gồm tất cả những đại lão trên tường thành cũng đều sửng sốt vào lúc này. Kiếm ý tiểu thành, Dương Diệp này là kiếm ý tiểu thành. Đùa gì thế, kiếm ý tiểu thành chưa tới 20 tuổi. Ở đối diện Dương Diệp, lông mày Nguyên Đồng hơi nhíu lại, hiển nhiên. Hắn cũng không nghĩ tới Dương Diệp lại là kiếm ý tiểu thành, có điều như vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ Nguyên Đồng hắn lại sợ sao? Vì lẽ đó, lông mày của hắn rất nhanh đã giãn ra,
đồng thời trên mặt lộ ra vẻ hứng thú nồng hậu, bởi vì những trận đấu tiếp theo có lẽ sẽ thú vị hơn rất nhiều. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dương Diệp lại đi về phía trước một lần nữa. Rầm. Vào khoảnh khắc chân Dương Diệp vừa bước lên, mặt đất toàn bộ đài luận võ giống như thủy tinh bị đập thật mạnh, trong nháy mắt nứt ra, không chỉ có như vậy, tất cả kiếm của các huyền giả đang đeo ở bên hông đột nhiên đều phát ra một tiếng kiếm minh, đồng thời bắt đầu run rẩy kịch liệt, dường như muốn phóng lên trời. Bốn tầng kiếm ý. Nhìn thấy cảnh tượng này, vô số huyền giả bên dưới ngây ra như phỗng, nếu như nói lúc trước là khiếp sợ, vậy bây giờ chính là chấn động không gì sánh nổi. Bốn tầng kiếm ý, điều này có nghĩa là gì? Tổ sư kiếm tông năm đó ở độ tuổi này cũng chỉ như thế thôi phải không? Trên tường thành hoàng cung, sắc mặt Thanh Vân nghiêm túc hẳn lên, bốn tầng kiếm ý, cái này thật sự đã đủ để tạo thành uy hiếp với Nguyên Đồng rồi. Sắc mặt Thải Phượng của Bách Hoa Cung cực kỳ khó coi, bốn tầng kiếm ý. Không tới 20 tuổi mà đã đạt được bốn tầng kiếm ý. Nếu để cho Dương Diệp sống sót, đồng thời tiếp tục trưởng thành, ngày sau Bách Hoa Cung nhất định sẽ gặp phải kiếp nạn lớn. Dù như thế nào, Dương Diệp này nhất định phải chết. Dù cho nàng phải tự mình ra tay. Giờ khắc này, trong tòng Thải Phượng đã âm thầm quyết định. Mà sắc mặt Ngọc Hành của Kiếm Tông cũng vô cùng đau khổ, bốn tầng kiếm ý. Lúc này, sự hối hận trong lòng hắn giống như là thủy triều dâng tên từ sâu trong nội tâm. Yêu nghiệt bốn tầng kiếm ý chưa tới 20 tuổi, cứ như vậy mà bị Kiếm Tông vứt bỏ, quyết định lần này của Kiếm Tông, thật sự là quá sai rồi. Tô Thanh thì lại hơi thở phào nhẹ nhõm, Dương Diệp đạt được bốn tầng kiếm ý, đã có năng lực đánh với Nguyên Đồng một trận, thậm chí đã có thể uy hiếp Nguyên Đồng rồi. Thời khắc này, nàng rốt cục cũng nhìn thấy một tia hy vọng. Kỳ tài kiếm đạo. Nhìn Dương Diệp trên đài tỷ võ, Lý Tư nói ra một câu. Trên đài tỷ võ, lông mày Nguyên Đồng cau lại một lần nữa, sau đó trầm giọng nói. Dương Diệp, không thể không nói, chúng ta đều đã coi thường ngươi, có điều, ngươi cho rằng chỉ có ngươi là bốn tầng ý cảnh thôi sao? Dứt lời, Nguyên Đồng cũng đi về phía trước một bước, sau đó một luồng ý chí chiến đấu không yếu hơn chút nào so với kiếm ý kia, khủng bố giống như lốc xoáy xuất hiện. Hai cố ý cảnh va chạm vào nhau, đài luận võ vừa mới xây dựng xong đã hoàn toàn sụp xuống trong nháy mắt, không chỉ có như vậy, khi hai cố ý cảnh bao phủ, luận võ đài đã sụp xuống kia bắt đầu không ngừng nát tan. Bốn tầng chiến ý. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người trong sân thi đấu đều hít vào một ngụm khí lạnh, Nguyên Đồng này thật sự lĩnh ngộ chiến ý đó. Không chỉ lĩnh ngộ, hơn nữa còn là bốn tầng. Không hổ là tồn tại có khả năng trở thành vũ thần nhất. Chiến ý tầng 4 không tới 20 tuổi, nếu như hắn còn lĩnh ngộ quyền ý, vậy Nguyên Đồng thật sự có thể tính là yêu nghiệt nhất của Nam vực ngàn năm qua. Nhìn Nguyên Đồng trên đài tỷ võ, Lý Tư trầm giọng nói. Nếu như hắn thật sự còn lĩnh ngộ quyền ý, như vậy Dương Diệp sẽ nguy hiểm. Ở bên cạnh Lý Tư, Bạch Khởi đột nhiên nói. Lý Tư liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Vận khí của Dương Diệp này cũng đủ kém, nếu như không có Nguyên Đồng. Hắn sẽ trở thành tồn tại chói mắt nhất của thế hệ trẻ tuổi. Chỉ là đáng tiếc, hắn rất có khả năng trở thành đá kê chân cho Nguyên Đồng, thêm gấm thêm hoa cho thanh danh của Nguyên Đồng. Hai cỗ lực lượng cường hãn, ý cảnh ác liệt tàn phá bừa bãi ở trên quảng trường, ở dưới hai cỗ ý cảnh tàn phá, nền đá cứng rắn của quảng trường cũng không chịu nổi, chậm rãi rạn nứt. Mà những huyền giả nguyên bản ở dưới luận võ đài, lúc này đã sớm lùi ra hơn 10 trượng. Nhìn hai người chỉ dùng ý cảnh liền tạo thành lực phá hoại kinh khủng như thế, vô số huyền giả chấn động không ngớt, tới lúc này bọn họ mới rõ ràng, nguyên lai ý cảnh trong truyền thuyết lại kinh khủng như thế. Giữa quảng trường, Nguyên Đồng nhìn Dương Diệp, khóe miệng treo một nụ cười lạnh lùng nói. Dương Diệp, còn có lá bài tẩy gì không, cứ việc triển khai ra, nếu không rất có khả năng ngươi sẽ không còn cơ hội. Dương Diệp hít sâu một hơi. Quả nhiên không hổ là yêu nghiệt ngàn năm qua của Nam vực. Muốn bằng vào kiếm ý tầng 4 áp chế đối phương, quả nhiên là không được. Nghĩ tới đây, cánh tay của Dương Diệp hơi động, một bộ kiếm hạp xuất hiện ở trong tay hắn. Đối phó Nguyên Đồng, huyền kỹ và công kích bình thường căn bản vô dụng, vì lẽ đó Dương Diệp vừa ra sân liền bại lộ hai lá bài tẩy mà mình chưa bao giờ bại lộ qua. Hơi suy nghĩ, 36 thanh huyền kiếm trong kiếm hạp hóa thành 36 ánh kiếm phóng lên trời. Giữa không trung, ở dưới Dương Diệp khống chế, 36 thanh huyền kiếm cấp tốc tạo thành kiếm quyển, xoay quanh ở trên đầu Nguyên Đồng.
Tốc độ của 36 thanh huyền kiếm cực nhanh, mọi người căn bản không thấy rõ kiếm thể, chỉ có thể nhìn thấy 36 đạo bạch quang quanh quẩn ở trên không trung. Nhìn 36 thanh huyền kiếm kia, hai mắt Nguyên Đồng híp lại, con ngươi lần thứ hai lóe lên vẻ nghiêm nghị, 36 thanh huyền kiếm tạo thành kiếm trận cũng không quá đáng sợ là 36 thanh huyền kiếm này có kiếm ý tầng 4 gia trì. Ở dưới kiếm ý tầng 4 gia trì, uy lực của kiếm trận này liền có vẻ khủng bố rồi. Chí ít để hắn coi trọng. Hai tay khẽ nhúc nhích, một đôi quyền sáo bao tay, màu vàng sẫm xuất hiện ở trên tay Nguyên Đồng, mặt ngoài che kín từng cây gai nhọn, dưới ánh mặt trời lập lòe ra hàn mang lạnh lẽo. Là chiến thần quyền sáo. Nhìn Nguyên Đồng lấy ra đôi quyền sáo màu vàng sẫm kia, Ngọc Hành ở trên thành tường biến sắc nói. Nghe đồn chiến thần quyền sáo này là do 999 cây xương của huyền thú tôn cấp làm ra, không chỉ vô cùng sắc bén, huyền bảo khó thương, nghe đồn trong đó còn có hồn phách không trọn vẹn của một con huyền thú tôn cấp. Đây là huyền bảo thiên cấp. Tô Thanh thì đột nhiên đánh gãy Ngọc Hành, hỏi. Ngọc Hành lắc đầu nói. Tuy không phải thiên cấp, thế nhưng cũng gần như. Nói đến đây, Ngọc Hành đột nhiên cười khổ một tiếng, sau đó nói. Chiến thần quyền sáo này ở trong tay Nguyên Đồng, thật là như hổ thêm cánh, ai? Tuy hắn không thích Dương Diệp, nhưng vào giờ phút này, hắn càng hy vọng Dương Diệp thắng, bởi vì lúc này Dương Diệp quan hệ đến lợi ích của kiếm tông. Đeo quyền sáo màu vàng sậm lên tay, Nguyên Đồng chậm rãi nói. Từ khi Nguyên Đồng ta xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ có huyền giả cùng cảnh giới ép ta lấy ra đôi quyền sáo này, Dương Diệp, không thể không nói, ngươi nên tự hào. Dương Diệp không nói gì, hơi suy nghĩ, kiếm trận xúc thế đã lâu kia đột nhiên bắn về phía Nguyên Đồng, tốc độ nhanh chóng, khiến cho người líu lưỡi. Cùng lúc đó, tay trái của Dương Diệp hơi giật giật, ẩn kiếm lặng yên bắn nhanh tới Nguyên Đồng. Đối phó siêu cấp yêu nghiệt trước mắt, Dương Diệp không dám lưu thủ. Nhìn kiếm trận thẳng tắp hạ xuống, trong mắt Nguyên Đồng lóe ra vẻ tàn nhẫn, chân phải đột nhiên đạp mạnh, thân thể bắn ra, huyền khí trong cơ thể khẽ nhúc nhích. Nắm đấm màu vàng sậm phảng phất như sống lại, từng cây gai nhọn chậm rãi chuyển động. Đi! Theo Nguyên Đồng quát một tiếng, song quyền nhắm về phía 36 thanh huyền kiếm oanh một cái, không gian rung chuyển, quyền bình tràn ra, chỗ quyền bình đi qua, không gian nổi lên từng cơn sóng gợn. Quyền ý tầng 3. Nhìn thấy tình cảnh này, Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi ở trên thành tường sắc mặt kịch biến, thế mà Nguyên Đồng lại là song ý cảnh trong truyền thuyết. Nguyên Đồng này cũng xem như thiên phú dị bẩm. Lý Tư trầm giọng nói. Không chỉ lĩnh ngộ chiến ý, còn lĩnh ngộ quyền ý, kinh khủng hơn là hai loại ý cảnh này đều tăng lên tới tầng 4 cùng tầng 3, nếu như cho hắn thời gian trưởng thành, e là sẽ như tổ sư năm đó, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nói đến đây, Lý Tư nhìn về phía Dương Diệp, sau đó lắc đầu nói. Đáng tiếc, nguyên bản Dương Diệp này nên là tồn tại chói mắt nhất. Nhưng đáng tiếc hiện tại nhất định phải trở thành đá kê chân cho Nguyên Đồng, đáng tiếc. Không chung, quyền bình cùng kiếm trận của Dương Diệp thoáng tiếp xúc, kiếm trận bị quyền bình đánh tan, vô số thanh huyền kiếm bay ra ngoài. Nhưng đúng vào lúc này, trong mắt của Nguyên Đồng lại đột nhiên co rụt lại, hầu như xuất phát từ bản năng, tay phải của Nguyên Đồng đấm ra một quyền. Bành! Thanh âm kim thiết giao kích vang vọng lên. Giữa sân, tất cả mọi người sững sờ. Nhìn thấy ẩn kiếm đánh lén thất bại, Dương Diệp có chút đáng tiếc lắc đầu, Nguyên Đồng này quả nhiên không phải mặt hàng như Tần Du Nhiên có thể so sánh. Ở dưới tình huống như vậy, lại còn có thể phát hiện ẩn kiếm, cảm giác đối với nguy hiểm đúng là quá mạnh mẽ. Một đòn đẩy lùi ẩn kiếm, sắc mặt của Nguyên Đồng nghiêm nghị, nhìn Dương Diệp trầm giọng nói. Tần Du Nhiên là chết ở dưới ngự kiếm thuật quỷ dị này đúng không? Dương Diệp gật đầu nói. Đáng tiếc đối với người tựa hồ không có tác dụng gì. Nguyên Đồng cười gằn một tiếng nói. Dương Diệp, nếu như lá bài tẩy của ngươi vẻn vẹn chỉ là kiếm trận cùng ngự kiếm thuật quỷ dị kia, vậy ngày hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Dương Diệp gật đầu, sau đó đi về phía trước một bước, hai tay chiêu chiêu, quát lên. Kiếm đến. Dứt lời, giữa sân đột nhiên xuất hiện một màn cực kỳ quỷ dị. Chỉ thấy ở dưới đất, phàm là huyền giả đeo kiếm. Tất cả bội kiếm đột nhiên bùng nổ ra kiếm minh, sau đó hóa thành một luồng ánh kiếm bắn nhanh về phía Dương Diệp, một thanh kiếm tiếp theo một thanh kiếm bay về phía Dương Diệp, không tới một tức thời gian, đã có tới mấy ngàn thanh kiếm xuất hiện ở trên bầu trời, tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Trên tường thành Hoàng Cung, thanh minh kiếm trong tay Tô Thanh Thi cũng khẽ run lên,
sau đó tránh thoát khỏi tay Tô Thanh Thi, mang theo một đạo ánh sáng màu xanh bay về phía Dương Diệp. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người sửng sốt. Lúc này sắc mặt của Thanh Vân có chút khó coi và nghiêm nghị, bởi vì lúc trước bội kiếm bên hông hắn vừa bắt đầu cũng khẽ run lên, nếu như không phải hắn chấn áp, e là ngay cả bội kiếm của hắn cũng sẽ nghe Dương Diệp triệu hoán. Nếu như nói sắc mặt của Thanh Vân chỉ khó coi, như vậy sắc mặt của Bách Hoa Cung Thái Phượng Tại cực kỳ khó coi, bởi vì nàng phát hiện, từ trước tới nay, nàng thật giống như đánh giá Dương Diệp quá thấp. Ngự kiếm thuật thật quỷ dị và tinh diệu. Nơi xa, Lý Tư thở dài nói. Ngự kiếm thuật này thật tinh diệu tuyệt luân, đặc biệt ở trong tay Dương Diệp Tĩnh Ngộ kiếm ý, uy lực sẽ được phát huy tới mức tận cùng. Chỉ là kiếm tông tựa hồ không có kiếm kỹ ngự kiếm thuật A. Xem ra Dương Diệp này cũng là người có đại khí vận. Chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Bạch Khởi đột nhiên nói. Lý Tư khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Giữa sân, nhìn bội kiếm lít nha lít nhít trên bầu trời, sắc mặt của Nguyên Đồng nghiêm nghị hơn mấy phần, những bội kiếm này cấp bậc đều không cao lắm, thế nhưng ở dưới kiếm ý của Dương Diệp gia trì, còn có ngự kiếm thuật quỷ dị khống chế, những kiếm này liền khủng bố lên, kiếm ý tầng 4 gia trì, cho dù là hắn cũng không thể không kiêng kỵ. Nguyên Đồng hít sâu một hơi, bước về phía trước một bước, nơi đạp chân, mặt đất rạn nứt, hai tay khẽ nâng, một cơn gió lớn xuất hiện, tay phải của Nguyên Đồng lật lên. Huyền khí trong cơ thể điên cuồng chuyển động, trên bàn tay phải ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, càng làm cho không gian mơ hồ vặn vẹo, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát. Dương Diệp hơi suy nghĩ, 36 thanh huyền kiếm nổi bồng bềnh giữa không trung, mang theo 36 ánh kiếm màu vàng óng phóng lên trời, sau đó giống như xé rách không gian, 36 mũi kiếm đụng vào nhau, giống như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, mang theo ánh kiếm màu vàng óng thật dài, bắn nhanh về phía Nguyên Đồng. Cùng lúc đó, mấy ngàn thanh huyền kiếm lơ lửng giữa không trung cũng hóa thành vô số ánh kiếm, bắn nhanh về phía Nguyên Đồng, thanh thế cực kỳ dọa người. Nhìn huyền kiếm lít nha ít nhít bắn nhanh đến, Nguyên Đồng bước về phía trước một bước, sau một khắc, lòng bàn tay giơ lên, sau đó chỉ ra. Phách Thiên Trưởng. Theo Nguyên Đồng nói, một bàn tay năng lượng khổng lồ xuất hiện ở trước người Nguyên Đồng, bàn tay mang theo năng lượng kinh khủng, ấn về phía vô số bội kiếm của Dương Diệp. Ở trong ánh mắt của mọi người, trưởng ấn cùng bội kiếm của Dương Diệp đụng vào nhau, oanh một tiếng vang thật lớn, từng tầng sóng khí như sóng biển khuếch tán bốn phía, chỗ nó đi qua, nền đá bị hất lên, tình cảnh cực kỳ bừa bộn. Mà những huyền giả ở xung quanh, lúc này càng không ngừng lui ra sau, bởi vì những sóng khí kia không chỉ không có dừng lại, còn nhanh chóng bao phủ về phía bọn họ. Ngay khi sóng khí muốn lan đến mọi người, Lý Tư xuất hiện ở giữa sân. Nhìn sóng khí kinh khủng kia, tay phải của Lý Tư nhẹ nhàng vung lên, tầng tầng sóng khí biến mất ở giữa sân. Liếc mắt nhìn về phía Dương Diệp cùng Nguyên Đồng, thân hình của Lý Tư hơi động, biến mất ở tại chỗ. Sóng khí biến mất, mọi người phục hồi tinh thần lại, sau đó vội vã nhìn về phía Dương Diệp cùng Nguyên Đồng. Lúc này Dương Diệp và Nguyên Đồng đều có chút chật vật, ở dưới sóng khí khủng bố, y phục của hai người đều đã rách dưới, đặc biệt là Nguyên Đồng. Lúc này y phục trên người Nguyên Đồng xuất hiện vô số vết kiếm, tuy như vậy, nhưng Nguyên Đồng không có bị thương tổn tính thực chất gì. Dương Diệp cũng không bị tổn thương gì, đương nhiên, đây là vì thân thể hắn cường hãn. Nhìn trên người y phục lít nha lít nhít vết kiếm, sắc mặt của Nguyên Đồng dữ tợn lên, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Từ khi lên cấp tiên thiên tới nay, vẫn là lần đầu có huyền giả cùng cấp làm ta chật vật như vậy. Không thể không nói, người thành công làm ta tức giận. Vì thế, người sẽ trả giá. Dương Diệp nhíu mày nói. Thử xem. Nghe vậy, hai mắt Nguyên Đồng híp lại, trong mắt lóe lên sát ý, sau đó bước về phía trước một bước, nơi đạp chân xuống, mặt đất rạn nứt ra, hai tay hư nhấc, một cơn gió lớn xuất hiện, cùng lúc đó, thân thể giống như một cái vòng xoáy, năng lượng đất trời cuồn cuộn không ngừng dâng tới hắn. Gợi ra lực lượng thiên địa biến động. Và huyền kỹ thiên cấp, ông trời ơi, Nguyên Đồng muốn triển khai huyền kỹ thiên cấp. Thấy cảnh này, trong đám người giữa sân có người thất thanh nói. Trên tường thành, sắc mặt của Thanh Vân giãn ra, không còn vẻ ưu lo lúc trước, thấp giọng cười nói. Có thể bức Nguyên Đồng triển khai huyền kỹ thiên cấp của Nguyên Môn ta, Dương Diệp này thực không tệ rồi. Mà Bách Hoa Cung Thái Phượng ở một bên, thì trên mặt lại không hề che giấu ý cười, huyền kỹ thiên cấp. Đó cũng không phải huyền kỹ địa cấp có khả năng so sánh. Lần này, Dương Diệp chắc chắn phải chết.
Kiếm Tông Ngọc Hành và Tô Thanh Thi thì không hẹn mà cùng nhíu mày, uy lực của huyền kỹ thiên cấp bọn họ đương nhiên là biết, uy lực kia so với huyền kỹ địa cấp không biết mạnh hơn bao nhiêu, Dương Diệp phải làm sao chống lại huyền mỹ thiên cấp này. Giữa sân, năng lượng quanh người Nguyên Đồng càng ngày càng đậm, cuối cùng thế mà còn như thực chất, Nguyên Đồng lớn tiếng nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Dương Diệp, người cũng tới tiếp ta một chiêu. Dứt lời, Nguyên Đồng bước về phía trước một bước, sau đó tay phải giơ tên, quay về Dương Diệp điểm một cái. Thiên kiếp chỉ. Dứt lời, chỉ thấy Bạch Vân trên quảng trường Hoàng Cung đột nhiên chuyển động, sau đó trong mây trắng xuất hiện mấy tia thiểm điện, một cự chỉ to lớn từ trong mây trắng chậm rãi xông ra, khi cự chỉ này xuất hiện, mọi người ở đây không kìm lòng được cảm giác run rẩy. Nhìn cự chỉ to lớn kia, sắc mặt của Dương Diệp cực kỳ nghiêm nghị, trong cử chỉ ẩn chứa năng lượng khủng bố, hắn có thể cảm giác được, cho dù lúc này thân thể của hắn đã đạt đến mức độ khó mà tin nổi, thế nhưng nếu như bị cự chỉ này bắn trúng, chỉ sợ cũng phải trở thành thịt nát. Nhìn thấy cự chỉ xuất hiện, trên tường thành Hoàng Cung, Tô Thanh Thi nhíu mày, ngón tay ngọc khẽ động, huyền khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Như có cảm giác Tô Thanh Thi di động, Thanh Vân kiếc mắt nhìn Tô Thanh Thi. Sau đó huyền khí trong cơ thể cũng vận chuyển lên. Tuy Dương Diệp không địch tại Nguyên Đồng, nhưng nếu như rơi vào trong tay Kiếm Tông, ngày khác Kiếm Tông quật khởi, đó là nhất định. Vì lẽ đó, Dương Diệp này vẫn là chết cho thỏa đáng. Cứu không? Nơi xa, Bạch Khởi nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói. Trong mắt Lý Tư tóe ra vẻ do dự, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói. Kiếm ý tầng 4, tuổi tác không tới 20. Hắn xác thực có thể được xưng là thiên tài kiếm đạo, nhưng còn chưa đủ để chúng ta vì hắn đánh vỡ quy tắc. Vẫn là câu nói kia, nếu như hắn có thể thu được vị trí số 1 của Thanh Vân Bảng, như vậy Đại Tần Đế Quốc ta nhất định sẽ cứu rồi. Bạch Khởi khẽ lắc đầu nói. Huyền kỹ thiên cấp này, không phải hắn có thể chống lại, trừ khi hắn cũng có huyền kỹ thiên cấp, chỉ là hiện tại hắn còn không có triển khai, hiển nhiên hắn không có. Lý Tư không nói gì. Giữa sân. Cự chỉ mang theo uy thế cùng sức mạnh khủng bố, thẳng tắp rơi về phía Dương Diệp, bởi vì ở trong cự chỉ ẩn chứa năng lượng thực sự quá mức khủng bố, nên khi cự chỉ cách mặt đất còn chừng 30 trượng, mặt đất xung quanh Dương Diệp đã bắt đầu sụp xuống. Mà Dương Diệp là mục tiêu của cự chỉ, vào lúc này hai mắt lại chậm rãi khép kín. Nhìn thấy tình cảnh này, vô số người sững sờ, Dương Diệp là muốn đầu hàng sao? Mà đầu hàng cũng không phải như vậy, mà nên hô chịu thua. Lẽ nào Dương Diệp muốn tự sát? Ở trong ánh mắt nghi hoặc cùng không rõ của vô số người, cự chỉ đi tới cách Dương Diệp một trượng, mà lúc này, hai mắt của Dương Diệp đột nhiên mở ra, trong con người, hai ánh kiếm lóe lên, cùng lúc đó, Dương Diệp vung kiếm đâm thẳng tới cự chỉ, một đạo kiếm khí màu vàng óng bắn nhanh ra. Phá! Theo Dương Diệp quát một tiếng, luồng kiếm khí màu vàng óng kia nhất thời bắn tới trung tâm cự chỉ, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cự chỉ khẽ run kên, oanh một tiếng vỡ nát ra. Tất cả mọi người ngây ngốc như rối gỗ. Huyền kỹ thiên cấp bị phá như vậy sao? Kia là huyền kỹ thiên cấp A. Dương Diệp tiện tay vung lên, liền biến mất rồi. Giờ khắc này, đầu óc của vô số người trống rỗng. Trên tường thành Hoàng Cung, những đại lão kia cũng nhíu mày, hiển nhiên, bọn họ cũng không hiểu Dương Diệp đến cùng làm sao làm được. Lý Tư cùng Bạch Khởi cũng chau mày. Một kiếm phá huyền kỹ thiên cấp, đây thật sự là quá không bình thường. Dương Diệp là làm sao làm được, lúc này vô số người đang suy nghĩ. Giữa sân, lúc này Nguyên Đồng cũng chau mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, uy lực của huyền kỹ thiên cấp hắn đương nhiên rõ ràng, cũng chính vì rõ ràng, hắn mới càng thêm nghi hoặc. Bởi vì ở trước mặt huyền kỹ thiên cấp, cường giả vương giả cảnh đỉnh cao cũng không có khả năng một kiếm phá hủy huyền kỹ thiên cấp giống như Dương Diệp bây giờ. Nhẹ nhàng hít thở sâu một cái, Nguyên Đồng xoay tay phải lại, sau đó quay về phía Dương Diệp quát. Phách Thiên Trưởng. Dứt lời, một trưởng ấn khổng lồ mang theo khí thế sắc bén, bắn mạnh về phía Dương Diệp. Nhìn huyền kỹ địa cấp Phách Thiên Trưởng kia, Dương Diệp mặt không cảm xúc, khi trưởng ấn cách hắn chỉ có một trường, Dương Diệp đột nhiên chém ra. Phá! Một màn quỷ dị xuất hiện gần nữa, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trưởng ấn đột nhiên oanh một tiếng nổ vang. Sau đó bạo liệt ra, tiêu tan ở trên không trung. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có phải Dương Diệp dối trá hay không? Tại sao một kiếm đơn giản của hắn có thể phá huyền kỹ địa cấp cùng huyền kỹ thiên cấp? Trong này khẳng định có vấn đề. Đúng vậy,
Dương Diệp không phải có huyền thú vương cấp thần bí sao? Có phải huyền thú vương cấp thần bí kia ra tay giúp đỡ hay không? Khẳng định là vậy, nếu không Dương Diệp nào có trâu bò như vậy, một kiếm phá huyền kỹ địa cấp cùng thiên cấp. Hắn cho rằng hắn là kiếm hoàng sao? Giữa sân, vô số người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Mà những đại lão ở trên tường thành lại nhíu mày, nghi hoặc trong mắt càng nồng, bởi vì chuyện này thực sự quá quỷ dị. Trực giác nói cho bọn họ biết, huyền thú vương cấp của Dương Diệp không có ra tay, nếu như con huyền thú vương cấp kia ra tay, ấy thực lực của bọn họ, khẳng định có thể phát hiện. Cũng chính bởi vì như thế, bọn họ mới càng thêm nghi hoặc cùng không rõ. Nơi xa, hai mắt của Lý Tư gắt gao nhìn Dương Diệp, dường như muốn nhìn thấu Dương Diệp, lúc này trong đầu hắn vẫn đang hồi tưởng động tác phung kiếm của Dương Diệp, muốn từ trong đó nhìn ra Dương Diệp có mượn ngoại lực hay không, nhưng sự thực nói cho hắn, Dương Diệp không có mượn bất luận ngoại lực gì. Cũng chính bởi vì như thế, lúc này Lý Tư mới nghi hoặc cùng không rõ, một kiếm phá huyền kỹ địa cấp cùng huyền kỹ thiên cấp, Dương Diệp là đến tột cùng làm sao làm được. Không chỉ Lý Tư đang suy đoán, rất nhiều người cũng đang đoán, những người này suy đoán vô số khả năng, nhưng không có ai nghĩ đến kiếm tâm thông minh. Bởi vì ở trong lịch sử vạn năm qua của Nam Vực, người biết kiếm tâm thông minh có thể đếm trên đầu ngón tay, những người này tất cả đều là kiếm hoàng, xưng hùng một đời, mà Dương Diệp làm sao có khả năng so sánh với những người kia. Vì lẽ đó, giữa sân không có bất kỳ người nào nghĩ tới Dương Diệp là kiếm tâm thông minh giả. Giữa sân, lúc này sắc mặt của Nguyên Đồng có chút khó coi, Dương Diệp hại kiếm phá tan huyền kỹ thiên cấp cùng huyền kỹ địa cấp của hắn, này không thể nghi ngờ là đánh mặt Nguyên Đồng hắn. Tuy lúc này hắn cũng rất nghi hoặc, thế nhưng càng nhiều là phẫn nộ. Nguyên Đồng bước về phía trước một bước, huyền khí còn lại không nhiều trong cơ thể điên cuồng chuyển động, nhìn Dương Diệp, có chút dữ tợn nói. Dương Diệp, ta không tin người quỷ dị như thế, lại tiếp ta mấy chiêu, để chúng ta nhìn, người còn có thể một kiếm phá được hay không? Dứt lời, chân phải của Nguyên Đồng nhẹ nhàng đạp xuống, thân thể lăng không nhảy lên. Trên không trung, song trưởng của Nguyên Đồng nhanh chóng vung vẩy, từng huyền kỹ khủng bố bắn về phía Dương Diệp. Chấn Thiên Quyền. Phá. Toái Không. Phả. Minh Vương Ấn. Phá. Giữa sân, mỗi khi Nguyên Đồng triển khai một huyền kỹ, đều bị Dương Diệp dùng một chiêu kiếm phá nát. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người giống như hóa đá, trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Thanh Vân ở trên tường thành cau mày, đột nhiên như nghĩ tới điều gì, ánh mắt trợn tròn, hai tay đột nhiên nắm chặt, trong mắt tràn đầy kinh hãi, âm thanh có chút run rẩy nói. Kiếm, kiếm tâm thông minh. Giờ khắc này, không chỉ Thanh Vân nghĩ đến, người của sáu thế lực lớn, còn có Lý Tư và Bạch Khởi của Đại Tần Đế Quốc cũng nghĩ tới. Thời điểm nghĩ đến Dương Diệp là kiếm tâm thông minh giả, đại biểu của sáu thế lực lớn cùng Lý Tư của Đại Tần Đế Quốc sắc mặt nhất thời trở nên đặc sắc. Trong đó sắc mặt của Nguyên Môn Thanh Vân cùng Bách Hoa Cung Thái Phượng càng khó coi hơn, phảng phất như người khác đào mộ tổ của bọn họ. Kiếm tâm thông minh a, không nghĩ tới Dương Diệp lại là kiếm tâm thông minh, điều này làm cho Nguyên Môn Thanh Vân cùng Bách Hoa Cung Thái Phượng không cách nào tin nổi. Mà sắc mặt của Kiếm Tông Ngọc Hành thì có chút quái lạ, từ bắt đầu khiếp sợ, hưng phấn, sau đó biến thành ảm đạm cùng hối hận. Nếu như nói Dương Diệp chỉ lĩnh ngộ kiếm ý, như vậy Kiếm Tông từ bỏ hắn, mặc dù có chút đáng tiếc, thế nhưng còn chưa tới làm cho cả Kiếm Tông hối hận. Thế nhưng kiếm tâm thông minh liền không giống, đừng nói Kiếm Tông. Cho dù Nguyên Môn làm chuyện như vậy, e là cũng sẽ hối hận không thôi. Cái gì gọi là kiếm tâm thông minh? Kiếm Trung Hoàng giả, một kiếm phá vạn pháp, nếu như cho Dương Diệp thời gian, tương lai Nam Vực, chắc chắn xuất hiện một vị cường giả kiếm tu siêu cấp. Mà đến lúc đó Kiếm Tông cũng nước lên thì thuyền lên, khôi phục thời điểm toàn thịnh của Kiếm Tông, cũng không phải không có khả năng, bất quá lúc này nói cái gì cũng đã chậm, bởi vì bây giờ Dương Diệp đã không phải đệ tử của Kiếm Tông. Ngày sau Dương Diệp huy hoàng, cùng Kiếm Tông không có nửa xu quan hệ. Nghĩ tới đây, trên mặt Ngọc Hành càng khó coi hơn, trải qua hôm nay, trưởng lão cao tầng Kiếm Tông sẽ bị cường giả thiên hạ coi là trò hề. Trục xuất một đệ tử thiên tài không tới 20 tuổi tĩnh ngộ kiếm ý tầng 4, đồng thời tu thành kiếm tâm thông minh ra Kiếm Tông, cao tầng Kiếm Tông phải ngu xuẩn bao nhiêu mới sẽ làm ra quyết định như thế. Lúc này trong lòng Tô Thanh thi thở phào nhẹ nhõm, Dương Diệp là kiếm tâm thông minh. Vào giờ phút này rốt cục có thể cùng Nguyên Đồng đứng ngang hàng. Cho dù không địch tại Nguyên Đồng, nhưng muốn toàn thân trở ra thì căn bản không có vấn đề.
Bởi vì lúc này bất kỳ huyền kỹ nào ở trước mặt Dương Diệp, đã thùng rỗng kêu to. Trong đám người, nhìn Dương Diệp, Văn Nhân Nguyệt thấp giọng nói. Kiếm tâm thông minh, nếu như Ngọc Di biết được, nàng sẽ cao hứng như thế nào? Nơi xa, Lý Tư nhìn Dương Diệp ở trên đài tỷ võ nói. Nguyên bản chỉ nghĩ hắn là thiên tài kiếm đạo, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp hắn, hắn không phải thiên tài kiếm đạo, mà là kỳ tài kiếm đạo. Không tới 20 tuổi cũng đã kiếm ý tầng 4, đồng thời là kiếm tâm thông minh, thiên phú như vậy, so với kiếm tông tổ sư vạn năm trước cũng không kém. Hiện tại hắn có tư cách để Đại Tần vì hắn đánh đổi một số thứ chứ. Lúc này, Bạch Khởi đột nhiên nói. Có, nhưng tiền đề là hắn không chết. Lý Tư nhẹ giọng nói. Hiện tại cuộc tỷ thí này càng ngày càng thú vị, chuẩn kiếm hoàng cùng chuẩn vũ thần sớm trình diễn cuộc chiến số mệnh, ta thực sự là càng ngày càng chờ mong kết quả của hai người này tỷ thí. Trên sân, khi biết Dương Diệp là kiểm tâm thông minh, tình cảnh nhất thời sôi trào. Chẳng trách huyền kỹ khủng bố của Lý Tiên Quân cùng Lâm Du Nhiên bị hắn quỷ dị phá vỡ, hóa ra Dương Diệp là kiếm tâm thông minh a, một kiếm phá vạn pháp, không nghĩ tới Dương Diệp này lại là chuẩn kiếm hoàng. Chẳng trách hắn bình tĩnh như vậy, lớn lối như vậy, hóa ra là kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm thông minh a, lần này Nguyên Đồng gặp nguy hiểm, nhưng mà ta vẫn cảm thấy Nguyên Đồng sẽ thắng, kiếm tâm thông minh thì lại làm sao? Nguyên Đồng này có người nói đã tĩnh ngộ cường giả chi tâm, cái gì gọi là cường giả chi tâm? Đó là tồn tại gặp mạnh càng mạnh hơn. Còn nữa, Nguyên Đồng còn có nhiều cường giả siêu cấp của nguyên môn giáo dục, mặc kệ kinh nghiệm chiến đấu hay cái gì khác. Đều không phải là thứ mà một tên Dương Diệp có khả năng so sánh. Nhưng người đừng quên, Dương Diệp lĩnh ngộ kiếm ý tầng 4, đồng thời kiếm tâm thông minh, một kiếm phá vạn pháp, lúc trước các ngươi cũng nhìn thấy, chuyện này cũng không phải là nói khoác. Còn nữa, thân thể của Dương Diệp có thể so với huyền thú vương cấp, nếu như không có huyền kỹ mạnh mẽ, làm sao phá phòng ngự của hắn. Ta thấy trận chiến này thắng bại rất khó nói. Tâm cơ của Dương Diệp này cũng đủ sâu. Lại ẩn giấu lá bài tẩy lâu như thế, ta thấy, nếu như không phải đối chiến Nguyên Đồng, hắn e là còn sẽ tiếp tục ẩn giấu. Tâm cơ quá sâu, ta khinh bỉ hắn. Khinh bỉ, ngươi ngu ngốc sao, cái này gọi là bảo lưu thực lực, hiểu chưa? Đừng nói nữa, nói chung trận chiến này là trận chiến đặc sắc nhất từ khi Thanh Vân Bảng khai sáng tới nay, chuẩn kiếm hoàng đối chiến chuẩn vũ thần, ngẫm lại cũng làm người kích động. Để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Nhìn xem đến tột cùng là Nguyên Đồng đánh bại Dương Diệp, thành tựu tên tuổi vũ thần, hay Dương Diệp đánh bại Nguyên Đồng, sớm chứng đạo kiếm hoàng. Thời điểm Dương Diệp bại lộ kiếm tâm thông minh, vô số kinh phù truyền âm nổ tung ở trên quảng trường Hoàng Cung. Tổng bộ phù văn sư công hội, Bạch Sơn đang chế tác kinh phù đột nhiên thu được một tấm linh phù truyền âm, khi nghe xong nội dung trong linh phù truyền âm, tinh văn bút trong tay Bạch Sơn đột nhiên soạt soạt một tiếng gãy vỡ thành hai đoạn. Không tới 20 tuổi kiếm ý tầng 4, không tới 20 tuổi kiếm tâm thông minh. Trong đại sảnh, thanh âm lẩm bẩm khó có thể tin của Bạch Sơn vang lên không ngừng, mà bản thân hắn ta thì đã sớm biến mất ở trong đại sảnh, bay về phía Hoàng Cung Đại Tần. Tứ đại gia tộc Dương gia tại Đế Đô, Dương gia gia chủ là một cường giả tôn giả cảnh, tên Dương Năng, sau khi nghe xong nội dung trong linh phù truyền âm, tóc trắng phất phơ, mặt mũi nhăn nheo bắt đầu cười lớn. Ha ha! Không tới 20 tuổi kiếm ý tầng 4, không tới 20 tuổi kiếm tâm thông minh, chuẩn kiếm hoàng. Ha ha, thực sự là trời không diệt Dương gia ta. Vào giờ phút này, toàn bộ Đế Đô, các gia tộc cùng thế lực lên được mặt bàn đều cơ bản biết Dương Diệp là kiếm tâm thông minh. Chuẩn kiếm hoàng cùng chuẩn vũ thần tranh cướp số 1 Thanh Vân Bảng, vào giờ phút này, không có tin tức gì so với cái này khiến người ta hưng phấn cùng kích động hơn. Vì lẽ đó, vào đúng lúc này, vô số huyền giả của Đế Đô như lên cơn điên, chạy về phía quảng trường của Hoàng Cung Đế Đô. Giữa sân, lúc này Nguyên Đồng lần thứ nhất chân chính nhìn thẳng vào Dương Diệp. Nếu như nói kiếm ý chỉ có thể tạo thành một chút phiền phức với hắn, như vậy Dương Diệp tu thành kiếm tâm thông minh là có thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Một kiếm phá vạn pháp, trừ khi hắn nắm giữ huyền kỹ đạt đến cảnh giới hoàn mỹ, nếu không huyền kỹ bình thường ở trước mặt Dương Diệp chỉ vô dụng. Mà muốn nắm giữ huyền kỹ địa cấp cùng thiên cấp hoàn mỹ, cho dù hắn thiên phú dị bẩm cũng không làm nổi, đừng nói hắn, những cường giả vương giả cảnh, linh giả cảnh e là cũng không có mấy người có thể làm được. Nếu không thể tu luyện huyền kỹ tới hoàn mỹ, như vậy nói cách khác, muốn đánh bại Dương Diệp, vậy chỉ có một con đường, đó chính là vật lộn.
Nguyên Đồng hắn ở phương diện vật lộn không thể nghi ngờ là vô cùng mạnh mẽ, nếu như đối phó người khác, vật lộn tuyệt đối là ưu thế to lớn của hắn, nhưng đối mặt Dương Diệp thân thể có thể so với huyền thú vương cấp, ưu thế này của hắn liền không còn lại bao nhiêu. Nói chung, Dương Diệp vào giờ phút này, đã khiến hắn không thể không coi trọng. Bởi vì hắn có loại cảm giác, nếu như hắn không chăm chú cùng coi trọng, như vậy tên tuổi vũ thần của Nguyên Đồng hắn, chỉ sợ sẽ thất bại rồi. Không nghĩ tới ngươi là kiếm tâm thông minh, thật làm cho ta bất ngờ. Nhìn Dương Diệp, Nguyên Đồng chậm rãi nói. Nguyên bản ta cho rằng tên tuổi vũ thần này đối với ta mà nói dễ như ăn cháo, bởi vì huyền giả thế hệ trẻ tuổi của Nam vực thật sự không mấy cái có thể làm cho ta chăm chú đối xử. Không nghĩ tới ngươi xuất hiện, cũng được, đánh bại ngươi, tên tuổi vũ thần của ta càng thêm kiên cố. Đến đây đi, để chúng ta nhìn xem, đến tột cùng là chuẩn kiếm hoàng người mạnh, hay chuẩn vũ thần ta mạnh hơn. Dương Diệp phất tay, Tử Linh kiếm cùng Thanh Minh kiếm nhất thời hóa thành hai ánh kiếm bay đến trong tay hắn, tay trái nắm Thanh Minh kiếm, tay phải nắm Tử Linh kiếm, Dương Diệp chậm rãi chỉ xéo về phía Nguyên Đồng nói. Ta đối với cái gọi tà kiếm hoàng không có hứng thú gì, bất quá cũng không sao cả, mục tiêu của ta là số một Thanh Vân bảng, nói cách khác, giữa chúng ta nhất định phải phân ra thắng bại, đã như vậy, vậy thì chiến sảng khoái đi. Ha ha, ta cũng có ý đó. Dứt lời, chân phải của Nguyên Đồng đột nhiên đạp mạnh, thân thể như một viên đạn pháo bắn mạnh về phía Dương Diệp. Thấy Nguyên Đồng bắn mạnh đến, thân hình của Dương Diệp cũng hơi động, lao về phía Nguyên Đồng. Giữa sân, hai người thoảng tiếp xúc, một tiếng năng lượng nổ vang, hai người lui về phía sau, nhưng sau một khắc, hai người tại lần thứ hai bắn mạnh tới. Thời khắc này, Dương Diệp lại lần nữa sử dụng kiếm thuật cơ bản mà hắn đã rất lâu không dùng tới. Kiếm thuật cơ bản đối với người khác là không có hiệu quả gì, nhưng dùng để vật lộn lại cực kỳ tốt. Có kiếm ý ra chỉ cùng nắm giữ kiếm thuật cơ bản tới hoàn mỹ, kiếm thuật cơ bản của kiếm tông ở trong tay Dương Diệp uy lực nhất thời tăng cao không biết bao nhiêu lần, uy lực của mỗi một kiếm, cho dù là Nguyên Đồng cũng không thể không kiêng kỵ, không dám đón đỡ. Điều này làm cho vô số người xem khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, kiếm thuật cơ bản lại có uy lực như thế. Đương nhiên, ý thức chiến đấu của Nguyên Đồng cũng khiến Dương Diệp kiêng dè, bởi vì mỗi một chiêu kiếm nhìn như hoàn mỹ của hắn đều bị Nguyên Đồng dễ dàng tránh ra, hoặc đón đỡ, hơn nữa sau khi đón đỡ, công kích của Nguyên Đồng cũng quỷ dị xảo quyệt đến cực điểm, đặc biệt ở dưới chiến ý cùng quyền ý gia trì, chỉ cần hắn hơi không chú ý. Sẽ bị Nguyên Đồng công kích như mưa to gió lớn, điều này làm cho Dương Diệp có loại cảm giác như đi trên băng mỏng, không dám có chút bất cẩn. Lúc này Nguyên Đồng cũng cực kỳ kiêng kỵ Dương Diệp, không dám có chút bất cẩn. Bởi vì đấu pháp của Dương Diệp thực sự quá mức vô lại, Dương Diệp cơ bản từ bỏ phòng ngự, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng, Dương Diệp có thể trắng trợn không kiêng dè làm như vậy, là bởi vì thân thể của Dương Diệp có thể so với huyền thú vương cấp, tung vào mấy quyền. Đối với Dương Diệp mà nói căn bản không trọng yếu, thế nhưng nếu như hắn trúng Dương Diệp mấy kiếm, vậy tuyệt đối là chí mạng. Vì lẽ đó, lúc này Nguyên Đồng cũng đánh cực kỳ cẩn thận. Nguyên Đồng cùng Dương Diệp chiến đấu, khiến cho mọi người xem kinh tâm động phách, bởi vì mặc kệ là Dương Diệp hay Nguyên Đồng, ý thức chiến đấu của hai người đều quá khủng bố. Điều này làm cho mọi người có loại ảo giác ở giữa sân. Chiến đấu kia căn bản không phải tiên thiên cảnh. Mà là vương giả cảnh, linh giả cảnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.